Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Tập 104. Những đối thủ có đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển này, cho dù có thêm kế hoạch khác, Tiêu Chính Văn cũng sẽ không để mắt đến họ. Dựa vào mưu lược và cách điều binh khiển tướng hàng ngàn vạn quân của Tiêu Chính Văn, có thể khiến họ cúi đầu xưng thần trong phút chốc. Ngược lại, đối thủ càng giỏi chịu đựng mà không ra tay, thì càng đáng sợ, loại người này không ra tay thì thôi, chỉ cần có bất cứ hành động nào thì chắc chắn phải là một đòn chí mạng. Cậu Tiêu, dựa theo những gì tôi biết về huyết tộc, bọn họ sẽ không thể để cái chết của Lục Tiểu Thiến qua rồi mới bắt đầu truy hỏi, e rằng bên trong nhất định còn có ẩn khúc gì đó. 89 phần chắc là kế dụ hổ ly sơn của đám người Triệu Kế Hồng. Chu Trấn Long vô cùng nghiêm túc phân tích nói. Dù sao nhà họ Chu đã qua lại với huyết tộc hàng trăm năm, nên ông ta am hiểu rất rõ về phong cách làm việc của huyết tộc. Bất kể huyết tộc là chính lẫn tà, nhưng họ làm việc luôn dứt khoát, ân oán xưa nay đều luôn rõ ràng. Đây cũng là một trong những lý do quan trọng của các thế lực vùng ngoài lãnh thổ đều không muốn nhìn thấy huyết tộc. Không sao, những thủ đoạn của bọn họ đều nằm trong tầm tay tôi. Tiêu Chính Văn cười nhẹ nói. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa truyền đến, tiếp theo đó, Độ Thiên Chân Nhân bước vào với vẻ mặt nghiêm túc. Chủ thượng, tin tức mới nhất, ở gần lối đi của Học viện Võ thuật Âu Lục lại có hiện tượng kỳ lạ. Đây là tin tức hình ảnh được gửi lại bởi nhân viên giám sát mà chúng ta đã cài ở vùng gần đó. Độ Thiên Chân Nhân vừa nói vừa đưa điện thoại di động cho Tiêu Chính Văn. Trong bức ảnh, các vì sao rực rỡ, phát sáng khắp bầu trời, trong ánh sáng rực rỡ đó, một người đàn ông tóc vàng cao lớn chậm rãi bước ra từ thông đạo. Cùng lúc đó, lũ lụt lớn và thiên tai sấm sét đã cùng lúc xuất hiện ở nhiều vùng của Âu Lục. Vô số ngôi làng gần như bị phá hủy hoàn toàn chỉ sau một đêm, nhiều lâu đài cổ cũng bị san bằng chỉ sau một đêm. Nhiều thế lực lớn ở Âu Lục đã đồng loạt thông báo thông tin này, ra lệnh cho đệ tử môn phái của mình mau chóng trở về. Điều này chỉ có thể nói rõ một điều, đó là có thêm nhiều cao thủ mạnh ngoài vùng lãnh thổ trở về giới thế tục từ đường thông đạo đó. Tiêu Chính Văn liếc nhìn người đàn ông tóc vàng trong bức ảnh và khẽ gật đầu. Các đường nét ngũ quan của người này có thể nói là có phần giống với Axeller, về ngoại hình thì có một số nét đặc trưng của người gia tộc họ Ấn cổ xưa. Hơn nữa, người này vừa trở lại thế tục, đã đi thẳng tới Hoa Quốc ở phía đông, Tiêu Chính Văn càng thêm chắc chắn vào phỏng đoán của mình. Cùng lúc đó, tin tức về việc võ sĩ số 1 của gia tộc họ Ẩn cổ xưa trở về thế giới tục cũng được truyền ra khắp thế giới, trong thời gian ngắn, các thế lực lớn khắp thế giới bắt đầu bàn tán sôi nổi. Xét cho cùng, gia tộc họ Ấn cổ xưa đã rời khỏi thế giới tục gần 1.000 năm, trong khoảng thời gian này cũng không phái bất kỳ cao thủ nào trở lại thế giới tục, càng không đề cập đến bất kỳ việc gì ở trong giới thế tục. Mà bây giờ, đột nhiên phái võ sĩ số 1 trở lại thế giới tục, khiến người ta không thể không nghĩ đến cảnh Tiêu Chính Văn chém đầu Axelos trước công chúng cách đây không lâu. Người của gia tộc họ Ấn cổ xưa từ trước đến nay thù vặt cũng báo, lần này đột nhiên ra tay lớn như vậy, chắc chắn là đến báo thù. Chính vì vậy, nhiều thế lực lớn ở Âu Lục và Mỹ Lục đều đang ôm trạng thái chờ xem màn kịch hay, yên tĩnh quan sát diễn biến tình hình. Cậu Tiêu, sứ giả nhà họ Trương xin gặp. Ngoài cửa, một nhân viên nhỏ giọng báo cáo. Ừ, cho ông ta vào. Tiêu Chính Văn gật đầu và ra hiệu cho Độ Thiên Chân Nhân lùi sang một bên trước. Một lúc sau, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng trắng đẩy cửa bước vào. Cậu Tiêu, tôi là Trương Hoài Cốc, xin chào cậu Tiêu. Người đàn ông trung niên chào Tiêu Chính Văn một cách rất lễ độ. Khách khí rồi, ngồi đi. Mối quan hệ giữa Tiêu Chính Văn và nhà họ Trương đã có một sự thay đổi mạnh mẽ kể từ trận chiến ở Thiên Sơn. Cả hai bên đều thầm hiểu rõ về chuyện quá khứ và tránh nói về nó. Như thể tất cả những điều không vui vẻ gì trước đó đều chưa từng xảy ra vậy. Cậu Tiêu, theo thông tin đáng tin cậy, hách võ sĩ số 1 của gia tộc họ Ấn cổ xưa đã đột ngột quay trở lại thế giới tục vào đêm qua, hơn nữa mục tiêu chỉ có một, chính là cậu Tiêu. Gia chủ ra lệnh cho tôi, cần phải thông báo tin tức này cho cậu Tiêu để cậu có thể sớm thu xếp. Trương Hoài Cốc nói với vẻ nghiêm nghị. Thay tôi gửi lời cảm ơn đến gia chủ nhà ông, chuyện này tôi tự sắp xếp được, không cần lo lắng. Thấy Tiêu Chính Văn bình thản, vẻ mặt của Trương Hoài Cốc dịu lại một chút, trao đổi thêm vài câu với Tiêu Chính Văn rồi mới cáo từ rời đi. Mặt khác,
Ông cụ Quý cũng nhận được thông tin đáng tin cậy, khi nghe tin võ sĩ số 1 của gia tộc họ Ấn cổ xưa đích thân đến tìm Tiêu Chính Văn trả thù, trong lòng ông cụ Quý không khỏi thắt lại. Cụ ta hiểu rõ thủ đoạn của gia tộc họ Ấn cổ hơn ai hết, đối phương tuyệt đối không thể chỉ tìm một mình Tiêu Chính Văn báo thù, thậm chí có khả năng sẽ tàn sát các thành phố lớn của Hoa Quốc trên đường tới Long Kinh. Sao có thể như vậy? Ông cụ Quý suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn đi tìm Bạch Chiến Sinh. Dù sao phía Hoa Quốc lúc này, bên có bối cảnh và thực lực nhất chính là Đế Vương Các, ở ngoài vùng lãnh thổ, cũng chỉ có Đế Vương Các mới có thể ngang hàng với gia tộc họ Ấn cổ xưa. Vào lúc này, Bạch Chiến Sinh là người duy nhất có thể cứu người dân của Hoa Quốc khỏi tai họa. Mà Tần Vũ của Hắc Băng Đài, sau khi biết được tin tức này cũng nóng lòng sốt ruột. Hiện tại Tiêu Chính Văn vừa mới kết thù với đám người Triệu Kế Hồng, lúc này, người của gia tộc họ Ấn cổ xưa lại tìm đến tới cửa, bọn họ chắc chắn không thể ra tay giúp đỡ. Lỡ may Tiêu Chính Văn thua cuộc, Hoa Quốc sẽ gặp nguy hiểm. Hừ, lúc Tiêu Chính Văn tát vào mặt người khác, có nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay không? Người cậu ta đắc tội không chỉ là mấy người kia mà là thế lực phía sau mấy người bọn họ. Nếu đổi lại là ông vẫn sẽ bằng lòng ra mặt vì Tiêu Chính Văn sao? Bạch Chiến Sinh chắp tay sau lưng, nhìn ông cụ Quý và Tần Vũ với vẻ chế nhạo và chất vấn họ. Mặc dù Tần Vũ không đích thân đến Thiên Sơn, nhưng anh ta cũng đã biết được chuyện trước đó từ ông cụ Quý, nếu sự thật đúng là như vậy. Triệu Kế Hồng và những người khác cũng chỉ mong mượn tay gia tộc họ Ấn cổ xưa để tiêu diệt Tiêu Chính Văn, càng không thể ra tay giúp đỡ. Dù sao mọi người đều đã vứt bỏ mặt mũi rồi, Tiêu Chính Văn tát vào mặt các thế lực vùng ngoài lãnh thổ trước mặt công chúng, đặc biệt là giết chết thiên thần tử trước mặt mọi người, lại càng chọc giận thêm các thế lực ngoài vùng lãnh thổ. Giờ phút này, tất cả các bên ngoài vùng lãnh thổ đều bị chế ngự bởi sáng thế hạo thiên, cho nên mới không hợp lực để tiêu diệt Tiêu Chính Văn mà thôi. Cho nên, cho dù ông già tôi có nói rách cả miệng thì cũng không thể mời bất cứ cao thủ cảnh giới nhân hoàng nào ra tay được. Bạch Chiến Sinh khẽ lắc đầu và cười nhạt nói. Mặc dù võ sĩ của gia tộc họ Ấn cổ xưa không phải là chiến lực đỉnh cao, nhưng cũng là người có cảnh giới nhân hoàng, với thực lực nhân vương cấp 5 của Tiêu Chính Văn, đấu với người này, kết quả cũng đã rõ ràng rồi. Dù gì khoảng cách cực lớn giữa nhân hoàng và nhân vương hoàn toàn không thể bù đắp thông qua trận pháp hoặc là những thứ bên ngoài khác được. Mà lúc này, một luồng khí đáng sợ bao trùm khắp trời đang tấn công về phía Hoa Quốc. Vô số đám mây tràn thẳng trên bầu trời Hoa Quốc, lúc này Hách đang đứng kiêu hãnh trên mây, nhìn xuống thành phố Hoa Quốc bên dưới. Nhìn thấy hình dáng cao lớn kia trên mây, Triệu Kế Hồng khẽ nhếch khóe miệng, cười nhạt rồi nói, đến rồi. Hừ. Lần này tôi muốn xem Tiêu Chính Văn thoát khỏi tử nạn như thế nào. Thiên Hà Đạo Quân cười ác độc nói. Chúng ta cũng không ngại tham gia vào cuộc vui, tránh cho Tiêu Chính Văn nói rằng chúng ta nói lời không giữ lấy lời. Khuôn mặt Đỗ Ách Đạo Quân bừng sáng nói. Sau khi cả ba nhìn nhau, tất cả đều ngửa mặt cười phá lên. Mặt khác, sau khi tiến thẳng vào Hoa Quốc từ phía Tây Bắc, đám mây đen như mực kia phóng nhanh về hướng Long Kinh. Ngay cả các thế lực ở Âu Lục và Mỹ Lục cũng đều chú ý đến điều này, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Hoa Quốc. Một số cường giả cảnh giới nhân hoàng của năm đại danh sơn và một số thế gia ngoài vùng lãnh thổ đều đã trở về rồi, chả lẽ bọn họ muốn nhìn hai đi thẳng đến thủ đô của Hoa Quốc sao? Theo lý mà nói, cho dù là ngoài vùng lãnh thổ hay thế giới tục, những người này đều là công dân của Hoa Quốc, cho dù là vì suy nghĩ đến thể diện của năm đại danh sơn. Cũng không nên ngồi xem mà không quan tâm đến. Không chỉ phía Âu Lục và Mỹ Lục sửng sốt mà ngay cả những người dân bình thường của Hoa Quốc cũng hoàn toàn choáng váng. Các cường giả cảnh giới nhân hoàng của năm đại danh sơn không phải đã trở về sao? Chẳng lẽ bọn họ cứ ngồi nhìn người của gia tộc họ Ấn cổ xưa đứng trên bầu trời của Hoa Quốc, cứ như vào vùng đất không người vậy sao? Hừ, đám người không biết xấu hổ này, để trả thù vua Bắc Lương, ngay cả giới hạn cũng không còn nữa. Ngay cả những người dân bình thường trên đường phố cũng mắng nhiếc đám người Triệu Kế Hồng vì hành động của họ. Mà đám mây đen khổng lồ kia, trong nháy mắt, đã bay tới trên bầu trời Long Kinh. Ai là Tiêu Chính Văn? Ra đây chịu chết đi. Khi đám mây đen kia kéo tới bầu trời Long Kinh, một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang vọng khắp nơi. Cùng lúc này, một tia sáng chói lóa bay từ Hoa Sơn về phía bầu trời Long Kinh.
Đám người nhà họ Khổng thấy một tia sáng bay vụt qua đỉnh đầu của mình, hơn nữa ba bóng người bên trên tia sáng chính là ba người Triệu Kế Hồng, Đỗ Ách Chân Quân và Thiên Hà Đạo Quân thì đồng loạt nở một nụ cười lạnh lùng. Tộc trưởng, theo tôi thấy, chỉ bằng chúng ta cũng đi góp vui, xem Tiêu Chính Văn cậu ta giải mối nguy ngày hôm nay thế nào. Khổng Hữu Bang cười lạnh lùng nói, đồng thời lại quay đầu nhìn về phía Hứa Văn Long. Hứa Văn Long cũng gật đầu lia lịa, nói, ông Khổng, theo tôi thấy, ba người đó cũng đơn giản chỉ là đi hóng hớt, một khi Tiêu Chính Văn bị trừ khử, vậy thì bọn họ rất có khả năng sẽ phân chia toàn bộ tài sản của nhà họ Tiêu. Đặc biệt là những công pháp giúp Tiêu Chính Văn có thể đánh giết ngược dòng, khả năng cao chúng ta còn có thể kiếm được chút lợi lộc. Lời này vừa mới thốt ra, trên mặt Khổng Vạn Thắng liền lộ ra vẻ tham lam vô độ, sau đó dẫn đám người nhà họ Khổng tới thẳng Long Kinh. Lúc này, ngay cả Bạch Chiến Sinh cũng sải bước đi trên hư không, chắp hai tay sau lưng, liếc nhìn về phía tập đoàn Vi Nhan. Chẳng bao lâu sau, chỉ thấy Tiêu Chính Văn bình thản bước ra từ trong tòa nhà làm việc, đầu tiên là ngẩng đầu liếc nhìn Hách, sau đó lại quay đầu nói với mấy người ông Bạch, các vị tới để chê cười tôi sao? Nào dám, chúng tôi cũng là con cháu của rồng, sao có thể chê cười cậu Tiêu cơ chứ? Thiên Hà Đạo Quân lắc đầu nói. Không sai. Chúng tôi chỉ là nói lời giữ lời, bỏ tất cả hoa tử tiêu bên trong tông môn vào trong cái hộp gỗ này, tiện đường mang tới cho cậu Tiêu, Đỗ Ách Chân Quân cười lạnh lùng nói. Đúng thế, thật ra chúng tôi cũng đều muốn giúp cậu Tiêu một tay, đáng tiếc bản lĩnh của chúng tôi quá thấp kém, không xứng đứng bên cạnh cậu Tiêu, Triệu Kế Hồng bày ra dáng vẻ chờ xem kịch hay, giơ tay lấy ra một cái hộp gỗ màu đỏ, nói. Ba người bọn họ hôm nay đến chỉ để trà đạp Tiêu Chính Văn. Dù không đích thân xé xác Tiêu Chính Văn ra làm trăm nghìn mảnh, thế nhưng ít nhất có thể nhìn thấy Tiêu Chính Văn bị giết cũng có thể làm cho mối hận trong lòng họ nguôi đi phần nào. Ông cụ quý ngẩng đầu nhìn về phía ba người bên trên bầu trời, nghiến răng nói, ba vị, các vị ở vùng ngoài lãnh thổ, cũng là những nhân tài kiệt xuất trong số các võ giả ở Hoa Quốc, lẽ nào hôm nay mấy người chỉ khoanh tay đứng nhìn người nhà họ Ấn gây bất lợi cho Hoa Quốc chúng ta hay sao? Khoanh tay bàng quan như vậy. Mấy người biết ăn nói thế nào với người trong thiên hạ. Nghe thấy lời này của ông cụ quý, Triệu Kế Hồng cười lạnh lùng nói, ông cụ quý, không thể nói như vậy được đâu, ở Thiên Sơn ngày hôm đó, cậu Tiêu uy phong tới độ nào. Cả Hoa Quốc, có ai không biết cậu Tiêu vô địch thiên hạ? Nếu như chúng tôi tự ý ra tay thì không phải sẽ làm cho cậu Tiêu mất hứng hay sao? Và lại, cả chặng đường mà cậu Tiêu đi qua, có lần nào không phải chém giết ngược dòng? Chẳng qua chỉ là một nhân hoàng mà thôi, cậu Tiêu sẽ thật sự để tâm tới ông ta hay sao? Triệu Kế Hồng nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chính Văn, ông ta không tin Sáng Thế Hạo Thiên sẽ còn giúp Tiêu Chính Văn thêm lần nữa, còn về Hận Thiên thì đã bị huyết tộc triệu hồi về từ lâu, đối diện với cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng, Tiêu Chính Văn chắc chắn chỉ còn đường chết. Theo tôi thấy, cậu Tiêu vừa hay có thể mượn trận chiến này để nêu cao tên tuổi. Thử hỏi có ai trong số mấy người từng nghe nói tới chuyện cảnh giới nhân vương giết chết cảnh giới nhân hoàng. Nếu như cậu Tiêu có thể giết chết Hách, vậy thì chẳng phải sẽ trở thành người đầu tiên từ xưa tới nay hay sao? Không sai, lỡ như chúng tôi làm hỏng chuyện tốt của cậu Tiêu, sau này cậu Tiêu truy cứu ra, ai mà gánh nổi trách nhiệm này cơ chứ? Mấy người Thiên Hà Đạo Quân cũng đồng loạt lên tiếng, lạnh lùng chế nhạo. Hứa Văn Long cũng cười khẩy nhìn về phía Tiêu Chính Văn, nói. Với bản lĩnh của cậu Tiêu, giết một Hách còn không phải chuyện quá đơn giản hay sao? Vốn dĩ người nhà họ Khổng vẫn còn chưa lên tiếng, Hứa Văn Long căn bản không có tư cách bình luận bừa bãi, thế nhưng lúc này, Tiêu Chính Văn đã chỉ còn đường chết, còn không tận dụng cơ hội này sỉ nhục Tiêu Chính Văn một phen, e rằng hắn thật sự không còn cơ hội để báo thù rửa hận nữa rồi. Hứa Văn Long, cậu là cái thá gì? Nơi này làm gì có chỗ cho cậu lên tiếng, ông cụ quý tức tới độ sắc mặt trắng bệch. Hai tay run lên, chỉ vào Hứa Văn Long mà quát mắng đầy giận dữ. Cái gì, tôi không có tư cách lên tiếng ư? Hừ, nực cười, nói xong, Hứa Văn Long dùng tay chỉ vào Tiêu Chính Văn, cười lạnh lùng nói, không phải anh nói thiên phú của tôi quá thấp sao? Vậy thì tôi phải xem thiên phú của anh Tiêu như thế nào. Nếu như tôi chỉ thấp hơn một bậc cảnh giới so với anh Tiêu, tôi rất muốn xem cảnh giới nhân vương đánh bại cảnh giới nhân hoàng như thế nào. Hứa Văn Long tôi cũng được mở mang tầm mắt, nói không chừng sau này tôi cũng có thể đấu với nhân hoàng khi ở cảnh giới nhân vương thì sao? Lúc này,
Hứa Văn Long cũng lật mặt chẳng kiêng nể gì, công khai chế nhạo Tiêu Chính Văn. Hắn chính là muốn khiến cho người trên thế gian đều biết Tiêu Chính Văn chẳng qua cũng chỉ tới thế, cái gọi là thiên tài bẩm sinh và nhân vật số một thế tục đều chỉ là hư danh mà thôi. Những lời này của bọn họ, Tiêu Chính Văn đều nghe thấy rất rõ, thế nhưng mãi tới sau cùng, Tiêu Chính Văn mới chậm rãi bước ra khỏi tòa nhà làm việc của tập đoàn Vi Nhan. Thấy Tiêu Chính Văn bình tĩnh như thường, một số người trong võ tông đều không khỏi lộ ra vẻ hoài nghi. Lẽ nào hôm nay Tiêu Chính Văn đã có chuẩn bị từ lâu rồi? Thế nhưng nhìn thế nào thì Tiêu Chính Văn cùng chẳng còn bất cứ đường lui nào mới đúng. Vào lúc Tiêu Chính Văn bước ra khỏi tòa nhà, đột nhiên có một đám mây đen rất lớn kéo tới che khuất cả mặt trời, bao trùm lấy bầu trời bên trên tòa nhà Vi Nhan. Tiêu Chính Văn chỉ bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn, liếc nhìn đám mây đen trên đỉnh đầu, sau đó ánh mắt hướng về phía Hứa Văn Long. Thấy ánh mắt lạnh tanh của Tiêu Chính Văn nhìn về phía mình. Hứa Văn Long hừ một tiếng, đón lấy ánh mắt của Tiêu Chính Văn. Lúc này, hắn đâu còn thấy sợ hãi nữa. Vốn dĩ không muốn đả kích anh, có điều tư chất của anh quả thực quá kém. Nếu như vùng ngoài lãnh thổ đều là loại thiên tài giống như anh, vậy thì vùng ngoài lãnh thổ thật sự trở thành một bãi rác rồi. Không phải anh không phục sao? Vậy hôm nay anh hãy mở to mắt chó của mình ra mà nhìn cho rõ đi. Hứa Văn Long siết chặt tay thành nắm đấm, hai mắt gần như sắp phun ra lửa. Đã tới nước này này mà Tiêu Chính Văn vẫn còn ăn nói ngông cuồng được. Được thôi, vậy thì anh giết cho tôi xem nào, Hứa Văn Long nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói. Cậu Tiêu, tuyệt đối đừng để cho chúng tôi phải thất vọng, chúng tôi cũng đang chờ để xem kịch hay của cậu Tiêu đây, Triệu Kế Hồng cười lạnh lùng tiếp lời. Chúng tôi cũng đang đợi xem cậu Tiêu biểu diễn. Không sai. May mắn được thấy cậu Tiêu dựa vào thực lực nhân vương đấu với nhân hoàng, chúng tôi quả là vinh hạnh. Thiên Hà Đạo Quân và Đỗ Ách Chân Quân đồng loạt ngửa đầu cười lớn. Đúng rồi cậu Tiêu, quên mất không nói với cậu, thực lực của hách này không thấp như chúng tôi đâu, lát nữa lúc ra tay, cậu phải cẩn thận mới được. Lỡ như sơ suất một tí thôi, chết trong tay hách thì chẳng phải chuyến đi lần này của chúng tôi là tốn công vô ích hay sao? Thiên Hà Đạo Quân cười lạnh lùng nói. Ông ta vừa nói dứt lời, chỉ thấy một bóng đen bước ra từ đầu đám mây. Khí thế khinh thường đất trời kia vừa mới xuất hiện, đám người bên người không khỏi đồng loạt né tránh. Không ít người trong võ tông tới thực ra không phải để xem Tiêu Chính Văn trở thành trò cười mà là vì thực tâm lo lắng cho Tiêu Chính Văn. Lỡ như Tiêu Chính Văn thua cuộc, vậy thì liên minh mà bọn họ vừa mới kết thành sẽ lại phải tan rã. Không một ai muốn nếm lại thêm lần thứ hai cảm giác chỉ có thể tuân theo sự kiểm soát của vùng ngoài lãnh thổ nữa. Từ sau trận chiến ở Thiên Sơn, không ít người trong võ tông đã bắt đầu bừng tỉnh ra, những thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ kia trước nay chưa từng coi bọn họ là người của mình. Trong mắt bọn họ, bản thân chẳng qua chỉ là quân cờ của thế lực các phương ở vùng ngoài lãnh thổ mà thôi, thậm chí ngay cả việc đối thoại ngang hàng với đối phương cũng là một loại tham vọng quá lớn. Quả nhiên là hách. Trong mắt Triệu Kế Hồng cũng lộ ra vẻ kiêng dè, hai người Thiên Hà Đạo Quân và Đỗ Ách Chân Quân cùng lùi ra bên ngoài mấy chục dặm để tránh bị trận đại chiến này ảnh hưởng tới. Tiêu Chính Văn, không phải anh nói để chúng tôi nhìn rõ hay sao? Sao lại không nói gì nữa thế? Hứa Văn Long là người đầu tiên nhảy ra, chỉ tay thẳng lên mũi Tiêu Chính Văn, lạnh lùng chỉ trích. Ôi chao cậu Tiêu, thật ra chuyện này không có gì nan giải hết. Chỉ cần cậu có thể hòa giải với các phương ở vùng ngoài lãnh thổ chúng tôi thì hôm nay nhất định sẽ không có chuyện đầu lìa khỏi cổ. Dù gì cậu cũng chỉ có một mình, sao có thể đối kháng với cả vùng ngoài lãnh thổ cơ chứ? Cả thế tục, gần như tất cả mọi người đều quy phục vùng ngoài lãnh thổ rồi, cậu cho rằng chỉ một mình Hoa Quốc cũng có thể chống đỡ được hay sao? Bạch Chiến Sinh giả vờ giả vịt thở dài một tiếng. Giống như đang nói với Tiêu Chính Văn. Chỉ cần anh chịu thỏa hiệp thì các phương ở vùng ngoài lãnh thổ vẫn tình nguyện giơ tay ra hỗ trợ. Ông Bạch, ông đang uy hiếp tôi đấy sao? Mấy người nghĩ rằng nếu như mấy tên hề Triệu Kế Hồng và Thiên Hà Đạo Quân không ra tay thì hôm nay chắc chắn Tiêu Chính Văn tôi sẽ thịt nát xương tan có phải không? Tiêu Chính Văn đột nhiên cười lạnh lùng, nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này hách lạnh lùng nhìn ba người Triệu Kế Hồng. Chỉ cần họ không xen vào thì hôm nay Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ chết. Trên đường hắn đến đây đã nhận được truyền âm của năm đại danh sơn, hôm nay chỉ cần hách không tàn sát ở Hoa Quốc thì năm đại danh sơn tuyệt đối không ra tay.
Dù có làm náo loạn long kinh đến long trời lở đất, họ cũng có thể làm như không thấy. Năm đại danh sơn không chỉ muốn mượn tay Hách để tiêu diệt Tiêu Chính Văn, mà còn muốn nhân cơ hội lần này để ép thiên tử phải cúi đầu trước năm đại danh sơn. Tiêu Chính Văn bị giết thì cả thế tục này còn ai có thể ngăn được Hách, muốn bảo vệ được cho Long Kinh và mấy triệu người dân Long Kinh, chỉ có duy nhất năm đại danh sơn mới có thực lực này. Đến lúc đó họ có thể nhân cơ hội này để chiếm đoạt vị trí của thiên tử. Anh là Tiêu Chính Văn à? Xem ra anh làm quá nhiều việc xấu chắc chắn sẽ tự hủy hoại mình, cao thủ cảnh giới nhân hoàng của Hoa Quốc thế mà lại khoanh tay đứng nhìn, nếu tôi là anh thì đã tự phạt để tạ lỗi từ lâu rồi. Hách kiêu ngạo nhìn Tiêu Chính Văn ở phía dưới, thầm cười mỉa. Hắn nghĩ giết Tiêu Chính Văn cũng chỉ là chuyện trong tích tắc mà thôi, nhưng giết thế nào mới có thể cho mình lợi ích lớn nhất mới là thứ điều hắn cần phải suy nghĩ. Nếu Sách Tiêu Chính Văn sắp chết đi tìm thiên tử Hoa Quốc, hắn tin chắc có thể lấy được không ít lợi. Ít nhất có thể khiến thiên tử Hoa Quốc đồng ý cho gia tộc cổ nhà họ Ấn chuyển vào Hoa Quốc. Nếu như thế thì có thể tiện cho nhà họ Ấn tìm kiếm di tích của Long tộc rồi. Xác định xong mục đích, Hách lập tức tiến đến trước một bước, ánh mắt bỗng cuồn cuộn sự hung tàn. Ngay khi Hách định đánh chết Tiêu Chính Văn trong một đòn tấn công, sau đó đưa anh đến thiên tử các để đe dọa thiên tử Hoa Quốc, thì khí tức mạnh mẽ của ba cảnh giới nhân hoàng bỗng dâng lên. Khí thế phải làm mọi người ngước nhìn lập tức khiến trời đất đổi sắc, thậm chí ngay cả mây đen dưới chân Hách cũng rung chuyển. Ồ, Hách không khỏi sửng sốt, quay lại nhìn đám người Triệu Kế Hồng, nhưng ba người vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề động đậy. Không chỉ có Hách ngơ ngác mà ngay cả đám người Triệu Kế Hồng cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nghe nói cao thủ cảnh giới nhân vương quay về Hoa Quốc không ít, nhưng đa số đều là vài nhân vật ở các tông phái nhỏ, nếu ba người họ bắt tay với đế vương các mượn dao giết người đối phó với Tiêu Chính Văn, thì sao người khác dám phá hoại chuyện tốt của họ? Hơn nữa Sáng Thế Hạo Thiên và Hận Thiên tuyệt đối không thể biết trước tin tức mà đến giúp Tiêu Chính Văn. Người võ tông nãy giờ đứng bên dưới quan sát trận đấu càng mờ mịt, lẽ nào lần này Tiêu Chính Văn lại có trợ viện mạnh sao? Lần này lại là cao nhân nơi nào? Hơn nữa không phải một người mà là ba người. Cậu Tiêu quả nhiên giấu tài kỹ quá. Mọi người anh một câu tôi một câu đều đang suy đoán ba luồng khí tức cảnh giới nhân hoàng đó rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ngay khi mọi người vừa dứt lời, một bóng người bước trên luồng sáng đi đến. Nhìn từ xa vóc dáng của người đó cực kỳ cường tráng, mặc chiến bào rồng xanh, uy phong vô song. Thuộc hạ Long Ngao chào Long Vương. Sau khi lớn giọng nói, Long Ngao lập tức bước đến đứng bên cạnh Tiêu Chính Văn trong hư không. Anh ta vừa dứt lời, không trung bỗng dậy lên từng gợn sóng, một dáng người xinh đẹp xuất hiện trước mặt mọi người. Long Nguyệt chào Long Vương. Sau đó không trung chấn động, Long Hình cũng sải bước đến gần. Chẳng phải các người muốn xem trò cười của Long Vương sao? Có ba bọn tôi ở đây, tôi xem ai có thể động vào một cọng tóc của Long Vương. Ba người gần như lên tiếng cùng lúc chấn động như sấm sét khiến màng nhĩ của mọi người ù đi. Long Hình, Long Ngao, Long Nguyệt, tam đại Long Tôn của Điện Thần Long, xung quanh đều toát ra khí tức khủng khiếp của cảnh giới nhân hoàng. Gần như cùng lúc xuất hiện phía sau Tiêu Chính Văn. Mặc dù khí tức của ba người vẫn chưa bằng đám người Triệu Kế Hồng nhưng cũng không kém cạnh là bao. Ba cao thủ cảnh giới nhân hoàng đồng thời xuất hiện. Chuyện này khiến tất cả mọi người há hốc mồm. Nhất là đám người Khổng Hữu Bang cũng phải nuốt nước bọt. Khi nhìn thấy xung quanh ba người Long Hình lại toát ra khí tức của cảnh giới nhân hoàng, cả người ông quý đều ngây như phỗng. Chuyện này sao có thể? Lý Chính Đạo đang đứng ở phía xa nhìn Tiêu Chính Văn cũng suýt nữa rơi từ trên cao xuống. Đây chẳng phải là cấp dưới của Tiêu Chính Văn sao? Họ đã đột phá cảnh giới nhân hoàng lúc nào vậy? Tuyệt đối không thể nào. Phải biết là vài tháng trước ba người họ mới vừa đột phá cảnh giới nhân vương, Lý Chính Đạo nhớ rất rõ lúc đó người có thực lực mạnh nhất trong ba người cũng chỉ mới ở nhân vương cấp 2 mà thôi. Mới qua bao lâu mà ba người đã cùng nhau đột phá cảnh giới nhân hoàng vậy? Lúc này ngay cả ông ta cũng cảm thấy mặt mình nóng rát. So với ba người này, 100-200 năm của mình đều vứt cho chó rồi sao? Tuyệt đối không thể nào. Triệu Kế Hồng kinh ngạc thất thanh thốt lên. Ông ta còn nhớ rõ trong cái đêm quay về, ông ta đã phóng tầm mắt ra cả Hoa Quốc, hoàn toàn không phát hiện khí tức cường giả cảnh giới nhân hoàng của bất kỳ ai.
Lẽ nào có người có thể giấu khí tức của mình sao? Không thể nào, khí tức cường giả cảnh giới nhân hoàng không thể nào giấu đi được. Là tòa lâu đài cổ đó. Lúc này Phiêu Ẩn ở bên Âu Lục mới bừng tỉnh nhận ra. Cho đến lúc này người của gia tộc Canter mới hiểu tại sao lúc trước Tiêu Chính Văn không tiếc bất kỳ giá nào mà mua lại tòa lâu đài cổ đó. Hóa ra bức ảnh bầu trời sao đó có tác dụng này. Sở dĩ ba người họ có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới nhân hoàng trong thời gian ngắn ngoài việc Tiêu Chính Văn tìm được một bài thuốc nâng cao cảnh giới một cách nhanh chóng trong Thiên Sơn Thư Lục, thì không thể không kể đến công lao của khí vận Âu Lục. Dù sao đó cũng là khí vận của tất cả người dân ở Âu Lục, nếu dùng để gia tăng sức lực cho mười mấy người đột phá dĩ nhiên không thành vấn đề. Ngay cả mấy người Long Thất lúc này cũng đã có thực lực nhân vương cấp 7. Huống gì mấy người Long Nguyệt vốn dĩ đã đột phá cảnh giới nhân vương rồi. Long Nguyệt lạnh lùng nhìn Hứa Văn Long nói, Long Vương từng nói nếu ở thế tục thì tố chất của anh cũng chỉ là vô dụng. Sao nào, không phục à? Sống gần 100 tuổi, đến giờ vẫn mới ở cảnh giới nhân vương cấp 4, nếu tôi là anh thì đã tự sát lâu rồi. Ba người bọn tôi đều được Long Vương chỉ bảo, trong 3 năm đã đột phá cảnh giới nhân hoàng, còn anh thì sao? Anh thì sao? Câu này đúng là một câu chế giễu không giao súng với Hứa Văn Long. Trong 3 năm đã đạt đến cảnh giới nhân hoàng, dù là ở ngoài lãnh thổ cũng là chuyện khó có thể xảy ra chứ đừng nói gì ở thế tục. Chỉ dựa vào anh mà cũng xứng khiêu khích với Long Vương à. Nói rồi một cái bạt tai cực vang đánh lên mặt Hứa Văn Long. Hứa Văn Long bị Long Nguyệt đánh một cái rơi từ trong không trung xuống đất, ngã lộn nhào. Qua một lúc lâu hắn mới vùng vẫy bỏ dậy. Tức giận nhìn Long Nguyệt một lúc, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn. Hắn không dám nổi giận, càng không có tư cách nổi giận trước mặt cao thủ cảnh giới nhân hoàng. Sao vậy, không phục à, Long Nguyệt lạnh lùng nhìn Hứa Văn Long, ánh mắt lóe lên tia sát khí. Phục, phục rồi, Hứa Văn Long sợ hãi suýt nữa tè trong quần. Đó là cao thủ cảnh giới nhân hoàng đấy, dù chỉ là một ánh mắt thôi cũng đủ để hắn cảm thấy run sợ. Vừa rồi các vị nói gì cơ? Muốn xem thử Long Vương giết hách thế nào à? Long Ngao quay đầu sang lạnh lùng nhìn ba người Triệu Kế Hồng. Ba người chưa kịp lên tiếng, hách đã tức giận nói, Triệu Kế Hồng, các ông tính kế với tôi ư. Trước khi đến Hoa Quốc, đám người Triệu Kế Hồng không chỉ nói chỉ đứng ngoài nhìn, hơn nữa còn đảm bảo với hách là cao thủ cảnh giới nhân hoàng ở Hoa Quốc sẽ không xen vào chuyện này. Kết quả thì sao? Một chốc đã xuất hiện đến ba cao thủ cảnh giới nhân hoàng. Hơn nữa còn có thái độ cung kính với Tiêu Chính Văn, đây chẳng phải đang đẩy hắn vào hố lửa sao? Mặc dù Hách cũng có thể nhìn ra ba người này đều chưa đến 30 tuổi, nhưng thực lực lại không hề yếu, thậm chí có thể đánh với đám người Triệu Kế Hồng. Mọi người đều là cao thủ cảnh giới nhân hoàng, hơn nữa trong tình huống không có sự cách biệt về cảnh giới thì không ai dám đảm bảo có thể lấy một chọi ba. Nếu đã đến rồi thì cứ theo đó mà làm. Long Hình lạnh lùng nói. Sau đó tiến về phía trước một bước chặn đường lui của Hách. Tương truyền rằng gia tộc cổ họ Ấn có bí thuật cao siêu, tôi thất lễ rồi. Vừa nói, Long Ngao đột nhiên tiến lên một bước, hóa thành một luồng ánh sáng, trong nháy mắt đã lao tới trước mặt Hách. Luồng sát khí lạnh thấu xương đó, trong hư không mà giống như thực, phong tỏa toàn bộ lối đi của Hách. Vốn dĩ Hách vốn định nhân cơ hội trốn thoát, giờ đã bị chặn cả lối đi và đường lui, trong lòng không khỏi trùng xuống. Còn chưa ra tay mà đã muốn chạy rồi à? E rằng không dễ dàng như vậy đâu. Cùng với tiếng gào nhẹ của Long Nguyệt, một gợn sóng lăn tăn khuấy động trong không trung, giây tiếp theo, vô số hạt nước vây hãm Hách vào giữa. Trời nước một màu, Triệu Kế Hồng chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra trận pháp của Long Nguyệt. Ngay cả ngoài vùng lãnh thổ, loại trận pháp này cũng đã thất truyền hàng nghìn năm rồi, tương truyền. Nó được tạo ra bởi vị sủng phi của trụ vương nhân hoàng cuối cùng ở thời cổ đại. Nhưng đáng tiếc là cùng với cái chết tự thiêu của trụ vương ở Trích Tinh Long, trận pháp này cũng bị thất truyền. Giờ phút này, dường như toàn hơi nước trên thế giới đều bị Long Nguyệt ngưng tụ lại đây, tuy rằng xung quanh chỉ có vài giọt nước, nhưng trong tai mọi người đều có thể nghe rõ ràng thanh âm của từng đợt thủy triều, như gần vực thẳm, như đại dương mênh mông. Triệu Kế Hồng, nếu tôi chết ở đây... Gia tộc cổ họ Ấn sẽ không buông tha các ông đâu. Còn không mau ra tay cứu tôi. Hách cũng hơi hoảng, vừa rồi hắn phát hiện ra trận pháp mà đám người Long Hình thi triển khá kỳ quái,
thậm chí hắn cũng chưa từng nghe, huống chi là nhìn thấy. Đối mặt với ba vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng mà không biết thực lực nông sâu, làm sao hắn có thể không sợ chứ? Bây giờ hắn chỉ muốn giữ được mạng sống của mình. Về việc truy sát Tiêu Chính Văn, hắn sớm đã ném ra khỏi 9 tầng mây rồi. Triệu Kế Hồng nghe thấy lời này cũng không khỏi sững sờ một lúc. Không chỉ ông ta, đám người Thiên Hà Đạo Quân cũng choáng váng. Mặc dù bọn họ thật lòng muốn giữ cho Hách không chết, nhưng trong tình huống này, họ không thể giúp gì được. Hàng chục triệu con mắt của toàn bộ Long Kinh đang nhìn chằm chằm vào họ, hơn nữa phía xa còn có hàng chục máy ảnh đang hướng vào đây. Vốn dĩ bọn họ muốn giới truyền thông lan truyền hình ảnh về cái chết thảm của Tiêu Chính Văn, nhưng không ngờ rằng sự tình lại phát triển đến bước này. Chỉ cần bọn họ dám làm sằng bậy, thì chính là ăn cây táo rào cây sung, phản bội Hoa Quốc. Tội danh lớn như vậy, có cho bọn họ 10 lá gan, bọn họ cũng không dám gánh. Nói cho cùng, gia tộc cổ họ Ấn cũng không phải là huyết mạch Hoa Quốc, dù thế nào cũng là kẻ ngoại bang. Nhìn thấy Triệu Kế Hồng và những người khác đứng yên tại chỗ, Hách tức giận hừ một tiếng. Giờ phút này, hắn nào dám có chút bất cẩn. Tiếng thủy triều ầm ầm bên tai cực kỳ kinh hãi, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể dìm hắn xuống đại dương. Cho dù đám người Triệu Kế Hồng có giúp hắn một tay hay không thì hắn cũng phải tự bảo vệ chính mình. Giờ phút này, Long Nguyệt Kiêu Hùng hiên ngang đứng giữa đất trời, cả người oai phong lẫm liệt, không thua kém gì đàn ông. Ở phía đối diện cô ấy, Long Ngao cũng ngạo mạn nhìn đất trời, như một vị thần thánh tôn quý, khí phách hơn người. Lúc này, trên trán đám người Triệu Kế Hồng cũng toát mồ hôi lạnh. Với khí thế của hai người bọn họ, tuyệt đối không thể là vừa mới đột phá đến cảnh giới nhân hoàng được, khí thế ngạo mạn, tự mình độc tôn kia, không có một khoảng thời gian nhất định để tích lũy thì căn bản không thể xuất hiện trên người của ba người bọn họ. Ồ, trước mắt của mọi người phía dưới hoa hết cả lên, như nhìn thấy một con sóng cực lớn cao tới ngàn thước, ập thẳng về phía Hách. Chỉ vừa giơ tay, đã kích hoạt sức mạnh của thủy triều, ngay cả những người đang xem trận chiến bên dưới cũng dường như ngửi thấy một luồng hơi nước trong hơi thở của họ. Những con sóng khổng lồ cao tới hàng nghìn thước trong nháy mắt đã cuốn Hách và những con sóng khổng lồ cũng chỉ là ảo ảnh, nhưng Hách vẫn cảm thấy có nguy hiểm. Vù, Hách chọt phụt sang một bên, cố gắng tránh đòn này của Long Nguyệt với tốc độ nhanh nhất. Chỉ là hắn vừa đạp ra một bước, một đường ánh sáng lại lao thẳng tới phía hắn. Long Ngao bên cạnh cũng đồng thời ra tay. Một quyền vô cùng mạnh, thậm chí khiến cho trời đất đổi màu, đánh thẳng vào ngực của Hách. Ngay cả khoảng hư không xung quanh Hách cũng tan thành từng mảnh vì không chịu nổi đòn gió mạnh này. Mà cú đánh nhanh như ánh sáng lại mang theo âm thanh như sấm sét, khiến Hách sợ đến mức phải rụt cổ lại. Nếu như bị một đòn này của Long Ngao đánh trúng, dù không chết, hắn cũng bị lột hết ra. Nghĩ đến đây, Hách bất chấp khó khăn, vung nắm đấm nghênh đón. Trên bầu trời, một luồng sáng cực kỳ chói mắt không mở rộng ra phía ngoài, mà lại thu lại vào trong. Trong giây tiếp theo, một tia sáng cầu vồng cực lớn đột nhiên bộc phát ra ngoài. Giống như một quả bom hạt nhân khổng lồ nổ tung trên không trung, cuồng phong thổi phần phật, ngọn lửa cuồn cuộn ngút trời. Một ngọn núi cao ở phía xa chỉ bị ảnh hưởng bởi dư âm thôi mà đã bị san bằng trong nháy mắt. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của mọi người bên dưới, tất cả đều há hốc mồm. Cuộc đọ sức của các cao thủ cảnh giới nhân hoàng quả nhiên là hết sức kinh khủng. Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu mà đã có uy lực kinh người như vậy. Vào lúc này, Hứa Văn Long nhìn ba người đang đấu với nhau trong hư không với vẻ không dám tin. Dư âm của đòn này có uy lực hủy diệt đất trời, đây là uy lực oai hùng nào vậy? May mà trước đó hắn đã bị đám người Khổng Hữu Bang kéo ra xa vài dặm, nếu không, cho dù là dư âm cũng đủ để xé nát hắn ra thành từng mảnh nhỏ. Thật không ngờ, Hách thực sự có chút năng lực, dù một chọi ba nhưng vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Trong một thời gian mà vẫn không bị lép vế. Người của gia tộc cổ họ Ấn đã từng là đầy tớ của Long tộc. Theo truyền thuyết, huyết mạch Long tộc của bọn họ là thuần khiết nhất trong tất cả các chủng tộc. Có điều, ba đánh một, kết cục khó đoán. Đám người Triệu Kế Hồng nheo mắt lại và thì thầm với nhau. Đối với người bình thường, chỉ cần có huyết mạch Long tộc, không chỉ tốc độ đột phá vô cùng kinh người, mà dù ở cùng một cảnh giới thì bọn họ cũng gần như là bất khả chiến bại. Mà Hách là người của gia tộc cổ họ Ấn, điều này không cần nghĩ cũng biết, thực lực của hắn đáng sợ như thế nào. Ngay cả khi đối mặt với đòn thế gọng kìm của Long Nguyệt và Long Ngao mà vẫn có thể ngang tài ngang sức,
điều này khiến cho mấy người Triệu Kế Hồng không khỏi ghen tị. Nếu đổi lại là bất kỳ ai trong số họ, căn bản không thể nào chịu được đòn bất ngờ kia của Long Ngao. Dù có chống trả mạnh mẽ cũng chắc chắn sẽ bị đòn của Long Nguyệt đánh trúng, nói chung là lợi bất cập hại. Đây là ưu thế trời sinh của huyết mạch Long tộc, là cảnh giới mà đám người Triệu Kế Hồng dù có khổ luyện thế nào cũng không thể đạt được. Mà bên kia, Hách cũng không dám sơ suất, vội vàng vung tay lên, vô số ngọn lửa bảo vệ quanh người hắn, ngăn chặn thủy triều ảo giác ở phía ngoài. Cùng lúc đó, một ngôi sao băng bất ngờ rơi xuống và bay về phía Long Ngao. Long Ngao ngẩng đầu nhìn chằm chằm ngôi sao băng kia, lúc này một lực hút cực kỳ mạnh mẽ đã hút chặt lấy Long Ngao. Cho dù Long Ngao nhanh chóng tránh được thì những tòa nhà cao tầng phía dưới anh ta cũng sẽ bị đánh tan thành bột, người dân sống bên trong đó cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Là một quân nhân của Hoa Quốc, làm sao anh ta có thể đứng nhìn người dân thường bị ảnh hưởng. Lúc này, Long Ngao khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi. Khoảng hư không xung quanh cũng hơi co lại cùng với hơi thở sâu của anh ta. Sinh tử nhất niệm, ngay lúc ngôi sao băng kia chuẩn bị va trúng Long Ngao, anh ta đột nhiên trợn to mắt và hét lớn. Vù, thân hình của Long Ngao đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng, vung nắm đấm lao thẳng về phía Hách. Nhìn thấy cảnh này, Hách không khỏi sửng sốt. Đối phương rõ ràng là muốn mạng đổi mạng với hắn. Mày đúng là đồ điên. Vào lúc này, hai bên đều không thể tránh né, Hách khàn giọng gào lên một tiếng. Dù thế nào Hách cũng không ngờ Long Ngao lại thật sự lấy cơ thể để đỡ một ngôi sao băng, mà sau khi cú đấm cứng như sắt của Long Ngao phá vỡ được ngôi sao nhỏ, khí thế của anh ta không hề bị suy giảm, vẫn lao đến chỗ Hách. Lúc này một nửa người của Long Ngao đã dính đầu máu, nhưng đôi mắt đó vẫn nhìn chằm chằm vào Hách không hề có ý lùi bước. Long Ngao hung hãn không sợ chết càng để cho Long Nguyệt và Long Hình có thêm thời gian quý báu. Ngay khi Hách đỡ được đòn tấn công của Long Ngao thì bỗng một bàn tay lớn rất có lực túm lấy cánh tay Hách. Hách không khỏi hoảng hốt, vội vàng quay đầu lại nhìn thì thấy đôi mắt lạnh như băng của Long Hình lóe lên sát khí. Rắc, một tiếng rõ to vang lên, cánh tay Hách bị đứt gãy ra, cùng lúc đó Long Hình dùng sức vung tay hất tung cơ thể Hách lên về phía Long Nguyệt. Một gợn sóng xuất hiện trong khoảng không, âm thanh lớn như tiếng sấm bùng nổ ngay sau lưng Hách. Cả người Hách nảy về phía trước với tốc độ cực nhanh, hắn nôn ra một ngụm máu. Liên tiếp bị đánh lén, lúc này mặc dù Hách đã nổi giận nhưng đối mặt với ba cao thủ cảnh giới nhân hoàng có thực lực không kém hơn mình, hắn đã không còn tính toán được gì ngoài việc phát ra tiếng gào thét căm hận. Xoẹt, một bàn tay ngọc ngà mảnh khảnh vươn ra trong màn gợn sóng túm chặt lấy cổ Hách, sức lực mạnh mẽ đó còn mang theo lực tự nhiên như thủy triều dâng, Hách mấy lần muốn liều mạng vùng ra nhưng không được. Gáy bị Long Nguyệt bóp chặt, cơ thể Hách không chịu nổi nữa run lên liên hồi. Máu không ngừng chảy ra từ cánh tay bị đứt gãy của hắn, thậm chí một nửa bầu trời đã bị máu của hắn nhuộm thành màu đỏ. Cùng lúc đó nắm đấm như sắt của Long Ngao lao đến, gần như chỉ trong một giây Long Ngao đã tung ra hàng ngàn cú đấm, mỗi cú đánh vào người Hách đều khiến hắn chảy máu. Mỗi khi Long Ngao vùng nắm đấm lên đều mang theo sự cuồng phong khiến đám người bên dưới đều run rẩy. Ngay cả Hứa Văn Long đứng ở phía xa mấy chục mét cũng cảm thấy rùng mình. Bốp bốp, một giọt máu bắn thẳng lên mặt Hứa Văn Long, sau đó chảy xuống cằm dọc theo gương mặt trắng bệch của hắn. Khiến Hứa Văn Long hoảng sợ rơi từ trên không trung xuống đất. Cho đến lúc này hắn mới nhận ra sự cách biệt cực lớn giữa mình và đối phương như sự khác biệt của mây và đất. Mấy người Long Hình và Long Ngao chẳng qua chỉ là cấp dưới của Tiêu Chính Văn mà thôi, thậm chí không có cả danh phận đệ tử. Nhìn cảnh tượng này, ngay cả Bạch Chiến Sinh trước đó đã tiến cử Hứa Văn Long cho Tiêu Chính Văn cũng cảm thấy ngượng. Dù sao ông ta cũng từng gặp mấy người Long Nguyệt, chỉ hơn một tháng trước, những người này vẫn còn ở cảnh giới nhân vương, chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã có thể vượt bậc trở thành cảnh giới nhân hoàng tuyệt thế từ cao thủ cảnh giới nhân vương. Có thể thấy bản lĩnh của Tiêu Chính Văn thậm chí đã vượt xa mấy gia tộc ngoài lãnh thổ kia, ngay cả đế vương các cũng không dám đảm bảo rằng có thể khiến một cao thủ cảnh giới nhân vương thuận lợi đột phá nhân hoàng trong thời gian khoảng một tháng. Lúc này mấy người Long Nguyệt đang dùng hành động thực tế để chứng tỏ cảnh giới của họ đã vững vàng ở nhân hoàng. Chỉ dựa vào ba người họ cũng đã đánh cho Hách đã đột phá cảnh giới nhân hoàng hơn 100 năm cả người bị thương, chỉ có sức đỡ chứ không có sức đánh trả.
Điều này đủ để chứng minh mặc dù đằng sau Tiêu Chính Văn không có thế lực lớn hỗ trợ nhưng bản thân Tiêu Chính Văn đã không yếu kém hơn bất kỳ một thế lực lớn nào. Thảo nào trước đây Tiêu Chính Văn lại dám có thái độ bất kính với ngoài lãnh thổ như thế, thảo nào Tiêu Chính Văn lại xem thường những nhân tài như Hứa Văn Long. So với mấy người Long Nguyệt, Hứa Văn Long đã gần 100 năm nhưng vẫn còn đang ở trong nhân vương cấp 4, quả thật là cực kỳ vô dụng. Lúc này Bạch Chiến Sinh đối mặt với mấy người Long Nguyệt cũng cung kính gọi một tiếng tiền bối. Thậm chí có thể nói Tiêu Chính Văn đã có thế lực lớn mạnh thuộc về riêng anh, trong điện thần Long còn bao nhiêu người giống ba người họ, Bạch Chiến Sinh không dám nghĩ đến. Với sự hiểu biết của ông ta về Tiêu Chính Văn thì bề ngoài Tiêu Chính Văn có vẻ lớn lối, thật ra đó là sự đáng sợ của việc khiêm tốn, thậm chí trong một thời gian dài không ai để ý đến tốc độ trưởng thành đáng kinh ngạc của mấy người Long Nguyệt. Hôm nay mấy người Long Nguyệt công khai lộ mặt, thể hiện tu vi và cảnh giới của mình, chắc chắn Tiêu Chính Văn vẫn còn con bài phía sau. Nghĩ đến đây sau lưng Bạch Chiến Sinh bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Một bên khác, Hách cũng liều chết vùng vẫy, dù sao hắn cũng là võ sĩ hàng đầu của nhà họ Ấn, ý chí chiến đấu kiên định đến mức nào. Sao có thể nghe theo sự sắp đặt của mấy người Long Nguyệt được? Lúc này hắn cố gắng nhịn đau, đồng thời tung ra đòn đánh mang tính tự sát. Thấy nắm đấm của Long Ngao sắp đánh vào bụng mình, Hách không những không tránh mà ngược lại còn đứng thẳng người như nghênh đón Long Ngao, đồng thời vung nắm đấm lên đánh vào ngực Long Ngao. Một âm thanh cực lớn vang lên, hai người lại tách ra lần nữa, bụng dưới của Hách xuất hiện một lỗ máu, mà Long Ngao cũng nôn ra ngụm máu. So ra thì lúc này Hách đã sắp gục ngã rồi, vốn dĩ cả người đã bị thương nặng, giờ lại thêm vết thương mới. Hơn nữa bụng hắn đã bị đòn tấn công của Long Ngạo đánh nứt, thậm chí lòi cả ruột ra ngoài. Ngược lại Long Ngạo mặc dù cũng bị trúng một đòn phản công dùng hết sức của Hách, nhưng Hách đã sức cùng lực kiệt, cho dù đòn tấn công đó đã là đòn mạnh nhất lúc này của Hách, nhưng cũng chỉ khiến Long Ngạo nôn ra máu mà thôi. Không hề khiến Long Ngạo bị thương gì cả. Tiêu Chính Văn, Triệu Kế Hồng, Thiên Hà Đạo Quân. Các người chung tay lại hại chết tôi. Một tay Hách ôm vết thương ở bụng dưới, hét lên một tiếng gào thét vô cùng thảm thiết. Hắn đường đường là võ sĩ đứng đầu nhà họ Ấn có lúc nào bị đánh thành bộ dạng nhếch nhác này chưa? Giờ đây lại bị ba đứa nhóc này vây khốn giết, hắn chỉ ước gì có thể xé xác đá người Triệu Kế Hồng thành trăm mảnh. Nếu không phải mấy người kia đảm bảo cường giả cảnh giới nhân hoàng ở Hoa Quốc sẽ không ra tay giúp Tiêu Chính Văn thì sao hắn lại đến đây chứ? Nếu không phải hắn biết chắc Tiêu Chính Văn một mình một phe cô độc thì sao lại dám láo sự không hề kiêng dè gì mà bước vào lãnh thổ Hoa Quốc chứ? Mà người đầu sỏ của mọi chuyện không phải Tiêu Chính Văn, ngược lại là đám người Triệu Kế Hồng. Hách à, chuyện này liên quan gì đến chúng tôi? Đây quả thật là chuyện ngoài ý muốn, Triệu Kế Hồng khó xử chắp tay lại với Hách. Dĩ nhiên ông ta không sợ Hách đã nửa sống nửa chết nhưng gia tộc họ Ấn ở đằng sau lại khiến Triệu Kế Hồng rất kiêng dè. Chuyện hôm nay rất có thể gây ra một trận chiến lớn giữa nhà họ Triệu ngoài lãnh thổ và nhà họ Ấn, thế nên lúc này Triệu Kế Hồng cũng rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Chẳng ai muốn chọc vào đối thủ khó chơi như nhà họ Ấn, nhưng có vài lời ông ta lại không dám nói thẳng ra trước mặt người khác. Lúc này Triệu Kế Hồng cảm thấy oan ức hơn cả Hách bị đánh cho nửa sống nửa chết kia. Giác, Triệu Kế Hồng vừa dứt lời, Long Hình liền giơ tay ra kéo cánh tay gãy của Hách như một hành động đáp lại. Một tiếng xương gãy nát vang lên, cánh tay trái của Hách bị Long Hình bẻ làm nứt toạc. Cơn đau khiến Hách hét lên một tiếng thê thảm kinh thiên động địa. Ngay cả mọi người ở bên dưới xem trận chiến cũng vội vàng quay người sang, trận chiến này quá thê thảm, cũng quá chấn động. Ngay cả đám người Triệu Kế Hồng cũng ớn lạnh khi nhìn thấy Hách bị Long Hình bẻ đứt một cánh tay. Cảnh tượng này quá đáng sợ, Hách là một cường giả cảnh giới nhân hoàng. Mà cơ thể của nhân hoàng rắn chắc đến mức nào cơ chứ? Dù có giao thiên diều thần đi chăng nữa cũng chưa chắc có thể bị thương, nhưng bị Long Hình bẻ đứt một cánh tay, Long Hình có bao nhiêu sức lực mới có thể làm được như thế? Lúc này Hách đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng sâu thăm thẳm, cho dù hắn từng vang danh, cực kỳ hung tàn, nhưng lúc này đã không còn cơ hội đánh trả nữa. Hắn có thể nhìn ra được từ lúc bắt đầu ba người họ chưa từng nghĩ sẽ tha cho mình sống sót để rời khỏi đây từ sát khí trong mắt mấy người Long Nguyệt. Hách còn chưa kịp hoàn hồn, một đòn tấn công tuyệt thế của Long Ngạo lại áp xuống lần nữa,
Hách cũng bị một cú của Long Ngạo đánh cho tàn phế nửa thân. Lúc này Tiêu Chính Văn ở bên dưới vẫn rất bình tĩnh nhìn Long Nguyệt, khẽ gật đầu với cô ấy. Ngay sau đó trong không trung xuất hiện từng đợt gợn sóng, tiếng thủy triều cực lớn vang vọng khắp tầng mây. Giác, một tia sớm cực kỳ chói mắt quấn lấy sức mạnh như thủy triều và uy lực của trời vô thượng đó ập xuống. Phụt, một màn xương đầy kịch liệt và máu, cơ thể Hách bỗng biến thành một vũng máu. Xung quanh Long Nguyệt lại không hề bị dính một chút máu nào. Lúc này cả hiện trường tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, để mặc cho mưa huyết rơi xuống mắt, mọi người đều ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn Long Nguyệt kiêu ngạo đứng trong không trung. Các vị, đã hài lòng chưa, mặc dù Long Ngao cũng bị thương nặng, nhưng lúc này lại cúi đầu nhìn mọi người lạnh lùng hỏi. Mặc dù vào khoảnh khắc ba cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng là mấy người Long Nguyệt xuất trận, vận mệnh của Hách đã được định đoạt nhưng chẳng ai ngờ được Hách lừng danh một thời lại chết theo cách như thế. Màn mưa máu rơi đầy trời không chỉ làm ướt gương mặt của mọi người mà còn khắc sâu vào trong tâm trí họ. Đặc biệt là mấy người Triệu Kế Hồng khi nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ tới độ mặt mày tái xanh. Hắn là võ sĩ số một của cổ tộc nhà họ Ấn đó, cũng từng là một nhân vật có máu mặt ở vùng ngoài lãnh thổ. Mặc dù vùng ngoài lãnh thổ cũng có không ít cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng phải bỏ mạng, thế nhưng ít nhất vẫn có thể giữ lại toàn thây, vậy mà ngay tới cả một thớ thịt Hách cũng chẳng thể giữ lại, cứ thế tan thành bụi máu và cuốn theo làn gió. Long Nguyệt rũ mắt nhìn về phía Hứa Văn Long, cười lạnh lùng nói, không phải anh nói Long Vương có mắt như mù, bỏ qua một kỳ tài như anh sao? Vậy thì tôi thân là kẻ kém cỏi nhất trong số những Long Tôn dưới trướng Long Vương sẽ đấu với anh một trận, cho anh cơ hội dùng hành động thực tế để chứng minh cho mỗi một câu nói mà anh từng thốt ra khi trước. Vừa nói, Long Nguyệt vừa tiến lên trước một bước, chỉ trong nháy mắt đã tới sát gần Hứa Văn Long. Khoảng cách 30 dặm đó, Hứa Văn Long chỉ cảm thấy khoảng không trước mắt mình khẽ động, một giây sau, Long Nguyệt đã đứng cách hắn chỉ 5 bước chân. Dọa cho Hứa Văn Long ngã thẳng từ trên hư không xuống dưới. Mà Long Nguyệt lại giống như thần tiên tuyệt thế, liếc mắt nhìn Hứa Văn Long đang rơi từ trên cao xuống. Chỉ riêng khí tức của cường giả ở cảnh giới nhân hoàng trên người cô ấy cũng đã ép cho Hứa Văn Long không thở nổi, nào còn dám đấu gì với cô ấy nữa. Đối diện với cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng, dù Hứa Văn Long hắn có chiến lực nghịch thiên thì cũng tuyệt đối không dám vượt qua một cảnh giới lớn để chém giết ngược dòng. Cô gái, cô đang coi thường nhà họ Khổng chúng tôi sao? Hứa Văn Long đã là người của nhà họ Khổng chúng tôi từ lâu rồi, lẽ nào cô còn không biết? Khổng Vạn Thắng lạnh lùng trừng mắt nhìn Long Nguyệt, lên tiếng chất vấn. Chỉ là ông ta vừa mới nói dứt lời, một cái tát rất kêu đã giáng thẳng lên trên mặt ông ta. Bốp, cái tát này vô cùng dứt khoát, thậm chí còn chẳng có chút do dự nào, không chỉ đánh cho Khổng Vạn Thắng đờ mặt ra mà ngay cả mọi người xung quanh cũng ngỡ ngàng. Đó là nhân vật đại diện trong thế tục của nhà họ Khổng, hơn nữa còn là tộc trưởng của nhà họ Khổng trong thế tục. Tôi đang hỏi anh ta. Có liên quan gì tới ông? Ông vẫn còn chưa đủ tư cách để nói chuyện với tôi bằng cái giọng điệu đó đâu. Trong mắt Long Nguyệt ngập tràn sát khí, không giữ lại cho Khổng Vạn Thắng chút thể diện nào. Thế nhưng sự thật quả thực cũng giống như Long Nguyệt nói, Khổng Vạn Thắng chỉ là tộc trưởng của nhà họ Khổng, không có chút quan hệ gì với Điện Thần Long. Hơn nữa, Long Nguyệt giờ đã là cường giả ở cảnh giới nhân hoàng rồi. Cả võ tông và thế tục, cường giả ở cảnh giới nhân hoàng xứng đáng là người đứng đầu. Dựa theo thông lệ của võ tông, dù là Khổng Vạn Thắng gặp được cường giả ở cảnh giới nhân hoàng thì cũng buộc phải cung kính gọi một tiếng tiền bối mới phải. Thế nhưng Khổng Vạn Thắng lại tay ôm bên má bị tát cho sưng húp, lạnh lùng trừng mắt nhìn Long Nguyệt. Dù gì khi trước ông ta cũng đã nghe nói tới cô gái đứng trước mắt này, chẳng qua chỉ là một tay sai nhỏ bé đi theo bên cạnh Tiêu Chính Văn mà thôi. Nhà họ Khổng bọn họ là gia tộc lớn ở vùng ngoài lãnh thổ. Hơn nữa ngay cả thế lực như Thiên Cung Bắc Cực cũng phải chịu khuất phục trước phe cánh của nhà họ Khổng. Triệu Kế Hồng thì sao? Gặp người nhà họ Khổng chẳng phải vẫn cúi đầu cụp mắt hay sao? Đứa con gái nít danh mới có 20 tuổi trước mắt này lại dám tát mình công khai trước mặt mọi người. Vào khoảnh khắc Khổng Vạn Thắng vừa định mở mồm mắng chửi, Long Nguyệt lại giáng thêm một cái tát nữa lên trên mặt ông ta. Bốp, cái tát lần này còn vang hơn cả khi trước. Đánh cho khóe miệng Khổng Vạn Thắng rỉ máu, gương mặt trở nên đau rát. Có điều Khổng Vạn Thắng cũng biết điều hơn một chút, thấy đối phương liên tiếp tát mình hai cái mà mấy người Triệu Kế Hồng lại chỉ đứng nhìn từ xa,
ngay cả cái giấm cũng không dám đánh, căn bản không hề có ý nhúng tay vào chuyện này thì cũng chỉ đành cúi đầu chịu trận. Trong lòng ông ta hiểu rất rõ, hai cái tát này mới chỉ là một loại cảnh cáo với ông ta mà thôi, nếu như còn có lần sau thì e rằng sẽ không đơn giản là một cái tát như vậy nữa. Ngay tới hách mà Long Nguyệt còn dám giết, ông ta có là cái gì đâu. Tôi đang hỏi anh đấy. Long Nguyệt đột nhiên chuyển tầm mắt, lại hướng về phía Hứa Văn Long thêm lần nữa. Mặc dù chỉ là một ánh mắt nhưng lại mang theo áp lực khủng bố chỉ cảnh giới nhân hoàng mới có, Hứa Văn Long chỉ mới ở cảnh giới nhân vương cấp 4 mà thôi, sao có thể chịu đựng nổi. Long Nguyệt vẫn còn chưa sải bước tiến lên trước thêm lần nữa mà cả người hắn đã run lên lẩy bẩy. Hứa Văn Long vô thức hướng ánh mắt cầu cứu về phía mấy người Triệu Kế Hồng đang đứng phía xa, rất rõ ràng, nhà họ Khổng hiện tại đã không bảo vệ nổi cho hắn nữa, ngay cả Khổng Vạn Thắng cũng bị ăn tát, Khổng Hữu Bang càng giống như người không liên quan ngẩng đầu nhìn trời. Mặc dù trong lòng hắn đang thầm mắng chửi Khổng Hữu Bang không dưới 100 lần, thế nhưng tình thế cấp bách, bảo toàn tính mạng mới là việc quan trọng nhất. Nếu như hắn có thể phản bội đế vương các để về dưới trướng nhà họ Khổng thì đương nhiên cũng có thể phản bội nhà họ Khổng thể đi theo năm đại danh sơn. Thế nhưng sự việc tới nước này, Triệu Kế Hồng nào còn dám biện giải thay cho hắn. Dù chỉ nói nhiều hơn một câu thôi cũng có khả năng gây nên một trận đại chiến kinh thiên. Nếu như là khi trước, Triệu Kế Hồng căn bản không coi Tiêu Chính Văn ra gì, thế nhưng hiện tại thì đã hoàn toàn khác rồi. Sau lưng Tiêu Chính Văn không chỉ có ba cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng mà còn có cả điện thần long hết sức thần bí. Dù là mấy người Triệu Kế Hồng thì cũng buộc phải suy nghĩ kỹ càng. Huống hồ là vì một Hứa Văn Long, Triệu Kế Hồng cũng chẳng thể mang vận mệnh của cả Tung Sơn ra để đánh cược. Mặc dù Hứa Văn Long đã dồn hết sức mạnh, toàn lực chống đỡ luồng áp lực cực kỳ khủng bố kia, thế nhưng cách biệt về thực lực của đôi bên thật sự quá lớn. Chẳng bao lâu sau, Hứa Văn Long đã phun ra một ngụm máu tươi. Khụ, Hứa Văn Long dứt khoát quỳ luôn xuống đất, đầu áp trên mặt đất, trong mắt mọi người thì Hứa Văn Long đang hoàn toàn quỳ bái Long Nguyệt. Thế nhưng chỉ có bản thân Hứa Văn Long biết còn phản kháng tiếp nữa thì e rằng ngay cái mạng nhỏ bé của hắn cũng chẳng giữ nổi nữa. Anh mà cũng xứng ăn nói hỗn hào với Long Vương à, Long Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía Hứa Văn Long đang quỳ rạp trên đất, cười lạnh lùng một tiếng, nói. Mà lúc này, Tiêu Chính Văn lại đưa ánh mắt nhìn về phía Hằng Sơn như đang suy nghĩ gì đó. Lúc này, hai luồng ánh sáng cứ thế lao vút ra, bay về phía Hằng Sơn với tốc độ như điện giật. Cùng lúc Tiêu Chính Văn quay đầu trở lại, Độ Ách Chân Quân cũng phát giác ra điều dị thường, hai luồng sáng đó phát ra từ phía nhà họ Trương ở Thiên Sơn, lẽ nào là, nghĩ tới đây, trong lòng Độ Ách Chân Quân không khỏi trầm xuống, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng chẳng thiết nữa, quay người lao thẳng về phía Hằng Sơn. Độ Ách Chân Quân vừa về tới dưới chân Hằng Sơn, quả nhiên gặp được Trương Lăng Phong dẫn theo một người đàn ông trung niên mặc kiếm phục đang ra tay với hai đệ tử đứng gác trước cổng Hằng Sơn. Đệ tử của Hằng Sơn vẫn còn chưa ra tay đã bị người đàn ông mặc kiếm phục sau lưng Trương Lăng Phong tung một đòn đánh cho bay thẳng ra ngoài, máu tươi nhuộm đỏ cả vạt áo. Nhìn Trương Lăng Phong đang bừng bừng sát khí, Độ Ách Chân Quân tức tới độ hai mắt đỏ ngầu, phẫn nộ gầm lên một tiếng. Tiến lên chắn ngay phía trước hai người Trương Lăng Phong. Trương Lăng Phong, cậu to gan thật đấy, vậy mà lại dám tới Hằng Sơn của tôi giở thói ngang ngược. Khí tức sục sôi của Độ Ách Chân Quân cứ thế bộc phát ra, áp chế cả đất trời một phương, ngay tới người đàn ông mặc kiếm phục phía sau lưng Trương Lăng Phong cũng không chịu được uy áp khủng bố này, liên tục lùi ra sau mấy bước. Mặc dù Hằng Sơn không đứng đầu trong số năm đại danh Sơn, thế nhưng cũng đã lưu truyền mấy nghìn năm. Nội tình sâu tới độ nào, sao có thể để cho một tên danh con như Trương Lăng Phong dở thói ngang ngược cơ chứ? Dù Hằng Sơn từng bị một nhát kiếm của Tiêu Chính Văn chém đứt dòng chảy lưu truyền, thế nhưng đó là bởi vì cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ vẫn chưa trở về nên mới cho Tiêu Chính Văn cơ hội như thế. Hiện tại, Hằng Sơn cũng có cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng trấn thủ, hơn nữa tất cả đệ tử môn hạ đều lo Độ Ách Chân Quân tuyển chọn kỹ lưỡng từ vùng ngoài lãnh thổ rồi mới dẫn về thế tục. Có thể nói, Hằng Sơn giờ đã không còn giống với khi trước. Hơn 100 năm trước, Hằng Sơn từng ăn trộm trận pháp tam tuyệt của nhà họ Trương chúng tôi, bây giờ cũng nên trả lại nó cho chủ nhân rồi nhỉ, Trương Lăng Phong chống đỡ áp lực cường đại mà lên tiếng nói. Trận pháp tam tuyệt, hừ, Độ Ách Chân Quân cười lạnh lùng, nói ai có thể chứng minh trận pháp tam tuyệt là của nhà họ Trương mấy người, đó rõ ràng chính là sản vật của Long tộc.
tất cả con dân Hoa Quốc đều có quyền được xem. Hằng Sơn tôi chẳng qua chỉ mượn xem một chút mà thôi. Lại nói, cậu thật sự nghĩ Hằng Sơn chúng tôi yếu mềm dễ chèn ép à? Hôm đó Tiêu Chính Văn cũng chỉ ăn may mà thôi, lợi dụng lúc chúng tôi chưa trở về nên mới có thể dương oai tác quái ở Hằng Sơn. Nếu đổi lại là hôm nay, có cho Tiêu Chính Văn 10 lá gan thì cậu ta cũng chẳng dám dùng một nhát kiếm chặt đứt dòng chảy lưu truyền của Hằng Sơn tôi. Đỗ Ách Chân Quân hừ một tiếng, sát khí sục sôi bộc phát ra khỏi cơ thể, rõ ràng đang muốn tiện tay giết chết kẻ vừa mới về phe Tiêu Chính Văn chính là Trương Lăng Phong. Thế nhưng ông ta vừa mới nói dứt lời, một giọng nói vô cùng lạnh lùng đã vang lên, ồ, hôm nay thì có gì khác với ngày xưa thế nhỉ? Giọng Tiêu Chính Văn bỗng vang lên từ đằng xa khiến Đỗ Ách Chân Quân dùng mình, suýt nữa đã ngã ngồi xuống đất. Thật ra những lời vừa rồi, Đỗ Ách Chân Quân cũng chỉ nói bừa thôi, lúc đó Tiêu Chính Văn có thể một kiếm chém gãy truyền thừa của Hằng Sơn bây giờ lại có thể làm được. Thêm vào đó bên cạnh Tiêu Chính Văn còn có ba cao thủ cảnh giới nhân hoàng, nếu lịch sử lặp lại thì không chỉ đơn giản là chém gãy truyền thừa, thậm chí ngay cả Hằng Sơn cũng sẽ không khôi phục lại sự tồn tại. Ngay vào lúc nãy, sau khi Đỗ Ách Chân Quân quay về Hằng Sơn, mặc dù nhà họ Ấn cũng ra sức lên tiếng, nhưng dù sao trong một khoảng thời gian ngắn, nhà họ Ấn cũng không thể cử ai quay về thế tục được. Bên phía Âu Lục và Mỹ Lục đều đang sợ sức chiến đấu đáng sợ và bản lĩnh khủng khiếp của Tiêu Chính Văn nên nào dám ra mặt cho nhà họ Ấn. Ngộ nhớ chuyện này lớn hơn thì cả Âu Lục và Mỹ Lục đều rất có thể sẽ bị ảnh hưởng của khói lửa trận chiến, 5 năm trước Tiêu Chính Văn chỉ có một mình. Bây giờ vẫn còn nhớ như in cảnh tượng lấy máu rửa cả Âu Lục và Mỹ Lục. Họ cần biết rõ hơn ai biết, thà đắc tội với nhà họ Ấn cũng không thể chọc vào vị sát thần Tiêu Chính Văn này. Dù sao cốt cách của họ đã có gen của bọn trộm cướp, càng có hiểu rõ một khi trận chiến nổ ra, Tiêu Chính Văn tuyệt đối không thể nương tay với đám khác tộc là họ. Thế nên mặc dù hách chết thảm ở giữa không trung, nhưng chuyện này cũng đặt dấu chấm hết ngay cảnh tượng hắn chết đó. Tiêu Chính Văn đã chú ý đến động tác của Trương Lăng Phong nãy giờ, đám người Triệu Kế Hồng vừa đi khỏi, Tiêu Chính Văn lập tức chạy đến Hằng Sơn, vừa lúc bắt gặp cảnh tượng vừa rồi. Thấy Tiêu Chính Văn đích thân đến Hằng Sơn, Đỗ Ách Chân Quân sợ đến mức hồn lìa khỏi xác. Dù sao bên cạnh Tiêu Chính Văn cũng có ba cao thủ cảnh giới, hơn nữa chính đám người Long Nguyệt tự tay chém chết hách. Đỗ Ách Chân thân cũng không ngốc, nếu muốn so về sức chiến đấu thật thì ông ta cùng lắm ngang bằng với hách. Hơn nữa còn trong tình huống ông ta đang ở trạng thái tốt nhất. Ngay cả hách cũng bại trận mà chết, biến thành vũng máu, ông ta nào còn can đảm động vào một cọng lông của Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, không biết cậu đến Hằng Sơn tôi có gì chỉ bảo. Đỗ Ách Chân Quân lập tức mỉm cười chủ động bước đến đón. Chỉ bảo thì không dám, nhưng Thiên Địa Tam Tuyệt quả thật là bút ký của nhà họ Tiêu, không phải di tích Long tộc, ông nên hiểu ý của tôi. Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng, giọng điệu cực kỳ bình thản nói. Chuyện này, cậu Tiêu, e là, có giao ra đây hay không? Tiêu Chính Văn không muốn nhiều lời với ông ta bèn lạnh lùng ép hỏi. Có giao hay không? Mặc dù Đỗ Ách Chân Quân thấy sắc mặt Tiêu Chính Văn vẫn rất bình tĩnh nhưng lại chứa sát khí, lòng không khỏi trùng xuống. Ông ta biết khá rõ nếu không giao bí mật trận pháp của trận pháp Thiên Địa Tam Tuyệt này đi thì thứ đang đợi Hằng Sơn là gì? Thậm chí ngay cả bản thân ông ta cũng phải rơi vào kết cục giống hách thôi. Nhưng bảo ông ta giao ra trận pháp Thiên Địa Tam Tuyệt được Hằng Sơn giấu 100 năm dễ dàng như thế, ông ta còn mặt mũi nào đi gặp các cụ tổ ở thời đại trước đây chứ? Mặc dù trận pháp Thiên Địa Tam Tuyệt là do nhà họ Trương sáng tạo thêm vào trong di trận của Long tộc, nhưng bên trong cũng bao gồm tất cả, còn lâu mới đơn giản như bề ngoài của nó. Ngay cả Đỗ Ách Chân Quân cũng đang tập trung nghiên cứu. Dạo này còn phải cho ra vài cảm ngộ mới. Nếu cứ vậy giao cho Trương Lăng Phong để hắn mang về nhà họ Trương, vậy chẳng phải ông ta đã trở thành tội đồ trong lịch sử của Hằng Sơn. Cậu Tiêu, chuyện này vốn dĩ là giữa Hằng Sơn và nhà họ Trương, không để Đỗ Ách Chân Quân nói hết câu, Tiêu Chính Văn đã lạnh lùng ngắt lời, giao trận pháp hay chết. Tôi cho ông một chút thời gian suy nghĩ. Lời nói của Tiêu Chính Văn như sấm chớp vang vọng khắp bầu trời Hoa Quốc. Cùng lúc đó khí thức của mấy người Long Nguyệt lại lần nữa bùng lên, uy lực của ba cao thủ cảnh giới nhân hoàng đè ép trời đất khiến cả Hằng Sơn đều run sợ. Thấy sắp xảy ra đánh nhau, Đỗ Ách Nhân Quân cũng do dự. Ý của Tiêu Chính Văn đã rất rõ ràng,
cho dù ông ta không chủ động giao ra, Tiêu Chính Văn cũng sẽ không dẫn người đánh vào Hằng Sơn. Sau khi loại Hằng Sơn ra khỏi năm đại danh Sơn rồi lại đưa sách cổ trận pháp thiên địa tam tuyệt giao cho Trương Lăng Phong. Im lặng chưa đầy một giây, Độ Ách Chân Quân bỗng xoẹt người qua, chân bước trên luồng sáng bay thẳng vào tàng kinh của Hằng Sơn. Ngay sau đó ông ta cầm cuốn sách cổ thiên địa tam tuyệt cung kính đến gần Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, đây là bản gốc của trận pháp thiên địa tam tuyệt, tôi hoàn trả đủ số. Lúc này trong lòng Độ Ách Chân Quân cũng đang chảy máu, phải biết là trận pháp thiên địa tam tuyệt không có bản chép tay, chỉ có một bộ sách cổ. Vẫn luôn được ông ta cất theo bên người. Nếu không phải vì lần này ông ta được phái quay về thế tục thì trong tàng kinh các của Hằng Sơn cũng không tìm được cuốn trận pháp thiên địa tam tuyệt này. Nhà họ Trương chết tiệt, tin tức cũng nhanh đấy, đáng sợ nhất vẫn là Tiêu Chính Văn, chuyện này rõ ràng là ân oán giữa Hằng Sơn và nhà họ Trương, cậu ta cứ chen ngang vào làm gì chứ? Nhưng Độ Ách Chân Quân cũng chỉ dám nghĩ thầm trong lòng, không dám nói một chữ không. Ân oán giữa nhà họ Trương và Hằng Sơ đến đây là kết thúc. Ông có ý kiến gì không? Tiêu Chính Văn nhận lấy bí mật trận pháp thiên địa tam tuyệt, trở tay đưa cho Trương Lăng Phong, trầm giọng hỏi. Đây, anh Tiêu, mặc dù trận pháp thiên địa tam tuyệt đúng là của nhà họ Trương, nhưng năm đó Hằng Sơn tôi đã có rất nhiều đệ tử thương vong chỉ vì để giúp nhà họ Trương. Cứ nói là Hằng Sơn tôi lấy mấy ngàn mạng người để đổi còn hơn nói Hằng Sơn đi cướp về, chuyện này, chuyện cũ đã qua rồi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Độ Ách Chân Quân. Giọng nói lạnh như băng lại vang lên. Cùng lúc đó ý chí chiến đấu của mấy người Long Nguyệt lại dâng lên, dường như có thể tiến hành một cuộc tấn công với quy mô lớn bất cứ lúc nào. Độ Ách Chân Quân chịu đựng nỗi uất ức cắn răng nói, cậu Tiêu, mặc dù chuyện đã qua nhưng Hằng Sơn tôi cũng cần giữ thể diện. Nếu ngày nào đó khi đại tài của Hằng Sơn quay về, mong cậu Tiêu sẽ đến Hằng Sơn lần nữa để giải thích chuyện này. Ý uy hiếp trong lời nói của ông ta đã quá rõ ràng. Dù Tiêu Chính Văn cậu nhất thời chiếm ưu thế nhưng cậu dám đảm bảo cậu luôn có thể đứng ở vị trí cao đó không? Cảnh giới nhân hoàng không phải là căn cơ thật sự của Hằng Sơn, Độ Ách Chân Quân cũng chỉ tạm thời giữ chức quay về cai quản Hằng Sơn thay trưởng giáo. Đồng thời ông ta cũng đang cảnh cáo Tiêu Chính Văn làm người đừng quá ngông cuồng, sẽ có một ngày Hằng Sơn tính toán hết mọi thứ với Tiêu Chính Văn. Đương nhiên có thể, bất kỳ lúc nào cũng được, chỉ sợ tôi không đợi được đến ngày đó. Tiêu Chính Văn cười mỉa lạnh nhạt nói. Có câu này của cậu Tiêu, tôi cũng xem như có thể giải thích với sư môn, mong sau này cậu Tiêu vẫn có thể đắc ý như hôm nay. Phứt lại một câu như thế, Độ Ách Chân Quân phất áo tức giận quay về Hằng Sơn. Nếu phải nói là mất mặt thì Độ Ách Chân Quân đã lập kỷ lục thế giới rồi. Đường đường là một trong năm đại danh Sơn thế mà lại bị một mình Tiêu Chính Văn bắt chẹt, từ đầu đến cuối ông ta không dám nói nên lời một chữ không. Nếu bị truyền ra ngoài, ông ta sẽ trở thành trò cười của năm đại danh Sơn mất. Thế nên ông ta vội vàng quay về Hằng Sơn, hơn nữa ngay trong đêm đó đã bảo người thông báo lại mọi chuyện xảy ra ở đây cho quản lý cao cấp Hằng Sơn ở ngoài lãnh thổ. Long Vương, rõ ràng là ông ra đang khiêu khích anh, đến lúc đó bên phía Hằng Sơn chắc chắn sẽ bày bố một cái bẫy lớn để hại Long Vương, anh cần gì phải, Long Hình hơi lo lắng nhìn Tiêu Chính Văn. Với trí thông minh của Tiêu Chính Văn, sao có thể không nhìn ra Độ Ách Chân Quân đang cố ý bẫy anh được? Chỉ là thủ đoạn vặt vãnh thôi, đừng nghĩ nhiều. Chẳng qua nếu nhà họ Ấn đã chủ động gây chuyện mà chúng ta không đáp lại thì sau này Hoa Quốc đừng mong được yên. Tiêu Chính Văn trầm giọng nói. Ý của Long Vương là, mắt Long Ngao không khỏi sáng lên, khá mừng rỡ nhìn Tiêu Chính Văn hỏi. Mỹ Lục từng ức hiếp Hoa Quốc nhiều năm, trước đó Âu Lục và Vi Hào đều đã bị trừng phạt. Chỉ có Mỹ Lục thoát được một nạn. Bây giờ cũng đến lúc để người Mỹ Lục biết rõ chúng nên đối với Hoa Quốc bằng thái độ gì. Nói rồi Tiêu Chính Văn rời tầm mắt sang hướng Mỹ Lục. Lúc này, Triệu Kế Hồng vừa về đến Tung Sơn đã dùng lòng bàn tay đập nát bàn trà trước mặt. Tiêu Chính Văn đáng chết, không ngờ, chúng ta lại trúng gian kế của cậu ta. Lần này, Hách bị mưu hại, e rằng gia tộc cổ nhà họ Ấn sẽ không để yên cho chúng ta đâu. Cái chết của Hách, chắc chắn sẽ gây ra một cơn bão đẫm máu ở vùng ngoài lãnh thổ, hơn nữa, khắp các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ đã nghe đồn rằng chính đám người Triệu Kế Hồng đã âm thầm liên lạc với gia tộc cổ nhà họ Ấn. Cuối cùng gia tộc cổ nhà họ Ấn mới phái Hách trở lại thế tục. Chúng ta đã đánh giá thấp cậu ta rồi,
không ngờ, thằng nhóc này lại huấn luyện ra mấy cao thủ cảnh giới nhân hoàng. Đến bây giờ, Bạch Chiến Sinh vẫn cảm thấy khó tin. Bản thân Tiêu Chính Văn vẫn đang ở cảnh giới nhân vương, sao có thể huấn luyện ra cao thủ cảnh giới nhân hoàng được chứ? Đến cảnh giới nhân hoàng, không thể chỉ dựa vào việc sử dụng đan dược để nâng cao thực lực được, mà nhất định phải lĩnh ngộ được cấp độ nguyên khí, hơn nữa cần có đủ thực lực để đột phá cảnh giới. Có thể nói rằng việc đột phá cảnh giới nhân hoàng và nhân vương vốn không phải là cấp độ khó về số lượng, rốt cuộc Tiêu Chính Văn đã làm như thế nào? Vậy chúng ta phải làm gì? Không thể để mặc Tiêu Chính Văn dẫm lên đầu chúng ta được, Triệu Kế Hồng giận đến đỏ mặt tía tai, thở hổn hển nói. Con trai ruột của ông ta bị đánh đến tàn phế, lại bị tát vào mặt ở trước mặt mọi người, mà kẻ thù lại ở gần trong gang tấc, nhưng ông ta lại không thể báo thù rửa hận, lần đầu tiên trong đời ông ta phải chịu nỗi uất ức này. Nói thế nào đi nữa ông ta cũng là con trai riêng của nhà họ Triệu, hơn nữa còn là cao thì cảnh giới nhân hoàng, sao có thể dễ dàng nuốt nổi cơn tức này. Thật ra tôi có chủ ý này, chẳng qua là không biết ông có dám mạo hiểm cách này hay không. Bạch Chiến Sinh đảo mắt mấy vòng, ngay sau đó nói với Triệu Kế Hồng với nụ cười nham nhở. Ồ, ông Bạch có giải pháp tốt nào không, có thể nói ra, cho dù không khả thi, cũng có thể dùng làm tham khảo, vẫn tốt hơn phải nhịn. Mặt Triệu Kế Hồng lộ ra vẻ tàn nhẫn nói. Tôi nhớ Tung Sơn có một bí cảnh, ở đó là nơi tổ tiên đời thứ ba của Tung Sơn ngưng luyện cơ thể. Theo tôi biết, bí cảnh đó không giống Lôi Hải Côn Luân, cũng không phải là nơi mà những tiểu bối cảnh giới nhân vương có thể ra vào tùy ý. Triệu Kế Hồng nghe vậy thì sững sờ một hồi, rồi chân mày ông ta co giật vài cái, ngay sau đó nở ra một nụ cười đắc ý nói, ừ, không tệ. Tung Sơn của tôi đúng là có một nơi bí cảnh, nhưng chỗ đó đã trở thành khu cấm địa của Tung Sơn tôi từ 1000 năm trước rồi. Thằng nhóc Tiêu Chính Văn chỉ cần vào đó, nhất định sẽ chết. Triệu Kế Hồng nói đến đây, ánh mắt lóe lên, như thể đã nghĩ ra điều gì đó. Nơi bí cảnh ở Tung Sơn từng là kết giới được một cao thủ đế cảnh đặc biệt bày ra khi ông ta ngưng luyện cơ thể, trong kết giới thường có tiếng gió và tiếng sấm, ngay cả Triệu Kế Hồng cũng không có gan để đi vào tìm hiểu. Nghe nói vào 300 năm trước, một cao thủ cảnh giới nhân hoàng của Tung Sơn đã vô tình xông vào khu cấm địa, từ đó không bao giờ trở ra nữa. Tin tức về người này thì càng đa dạng hơn. Có người nói rằng rất có thể người này đã bị tinh luyện bởi gió và sấm, có người thì nói, người này đã bế quan để tu luyện ngầm trong đó. Cho dù lời giải thích nào cũng đều sống không thấy người, chết không thấy xác. Nhưng so với cách nói thứ hai, Triệu Kế Hồng càng tin câu trước hơn, dẫu sao đó cũng là một cao thủ đế cảnh cấp 6 đã đặc biệt bày ra bí cảnh để ngưng luyện cơ thể. Nghĩ lại thì môi trường hẳn sẽ rất khắc nghiệt, nói không chừng. Một người có cảnh giới nhân hoàng vừa bước vào thì đã bị gió tấn công thành thịt băm. Chủ ý này cũng không tồi, nhưng chỗ đó vốn không thể rời đi, phải để cho Tiêu Chính Văn tự nguyện vào mới được chứ. Triệu Kế Hồng rất hài lòng với chủ ý của Bạch Chiến Sinh, nhưng vấn đề nằm ở chỗ Tiêu Chính Văn không phải là kẻ ngốc, sao có thể dễ bị trúng kế chứ. Thật ra thì cái này không khó, ông có thể mời Tiêu Chính Văn đến thăm Tung Sơn, cứ nói võ thuật của Hoa Quốc tôi vốn là chung một nhà. Trước đây là do bị Thiên Đạo Minh Ước dụ dỗ, nên mới trở thành kẻ thù với Tiêu Chính Văn. Nhưng bây giờ đã rất hối hận, hơn nữa bằng lòng chia sẻ tài nguyên của Tung Sơn, tôi tin rằng vì lợi ích của thế tục, Tiêu Chính Văn chắc sẽ không từ chối đâu. Bạch Chiến Sinh trầm ngâm nói. Với tính cách của Tiêu Chính Văn, vì người dân của Hoa Quốc và giới thế tục, thậm chí có thể hòa giải với nhà họ Trương của Thiên Sơn, thì sao có thể từ chối lời mời của Triệu Kế Hồng được? Triệu Kế Hồng trầm ngâm một lúc lâu, sau đó ngửa mặt cười phá lên, vẫn là ông Bạch đa mưu nhiều kế. Ha ha ha! Ngay lúc này, Tiêu Chính Văn đã dắt theo đám người Long Hình đi đến Mỹ Lục. Trong một khu rừng rậm thuộc dãy núi Saki của Mỹ Lục, trong một ngôi nhà tranh được xây thủ công, có một ông lão đang khẽ nhắm mắt, tìm hiểu khí của trời đất. Nhưng đột nhiên có một đám mây sấm bay trên đầu ông ta mà không hề được báo trước. Sắc sắc! Cùng với tiếng động kinh thiên động địa vang lên, một tia sét dày đặc như bể nước đánh xuống, trong nháy mắt, nhà tranh kia đã biến thành tro tàn. Một giây sau, tại một thủ đô lớn từng lớn nhất của Mỹ Lục, một thanh niên mặc áo vest trắng vừa bước vào một chiếc xe Rolls Royce phiên bản giới hạn, một tia chớp trên không trung lập tức đánh xuống. Chỉ thấy tia chớp kia cắt đôi chiếc Rolls Royce thành hai khúc như dao trời, còn hai thanh niên kia cũng đầu lìa khỏi xác trong nháy mắt. Chỉ trong một ngày,
có hơn 10 lãnh đạo cấp trên cùng đệ tử thế gia đã chết một cách thê thảm. Trong lúc nhất thời, mấy cao thủ từ ngoài lãnh thổ trở về của Mỹ Lục cũng đứng ngồi không yên. Đây rõ ràng là đang cố tình khiêu khích, rốt cuộc là ai đang nhắm vào đất nước xinh đẹp của tôi. Con cháu của các đại gia tộc gần như đã đoạn tuyệt. Hơn nữa, ba cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 7 từ vùng ngoài lãnh thổ trở về, hầu như đều chết cùng lúc, rốt cuộc là ai ra tay độc ác như vậy? Nhất định là Tiêu Chính Văn của Hoa Quốc, ngoài cậu ta ra, còn ai có thể điều động nhiều cao thủ như vậy để đối phó với chúng ta? Trong chốc lát, toàn bộ Mỹ Lục đều loạn cả lên. Triệu Kế Hồng liếc mắt nhìn tin tức, cười chế nhạo, lập tức gọi người tìm Tần Vũ, hơn nữa nói rõ ý muốn làm lành với Tiêu Chính Văn, đồng thời, gửi thư mời tới bàn làm việc của Tần Vũ. Buổi tối hôm đó, Tiêu Chính Văn vừa về đến Long Kinh, Tần Vũ đã đưa thư mời của Triệu Kế Hồng cho Tiêu Chính Văn. Đây là, Tiêu Chính Văn liếc nhìn tấm thư mời được mạ vàng, khẽ nhíu mày. Chiều hôm nay, Triệu Kế Hồng đích thân phái người gửi đến, hơn nữa còn nói, có ý muốn làm lành với võ tông thế tục tôi, còn nói trước đây là chịu sự dụ dỗ của người khác, bây giờ đã nghĩ thông suốt rồi. Tần Vũ vừa nói, dương mắt nhìn về phía Tiêu Chính Văn, từ trong mắt của anh ta, không khó để nhận ra đối với những lời nói dối của Triệu Kế Hồng, Tần Vũ đều không tin dù chỉ là một ký tự. Ồ, Tiêu Chính Văn cười nhạo, mở tấm thiệp mời ra nhìn lướt qua, khẽ gật đầu nói, nếu trưởng giáo Triệu đã mời một cách nhiệt tình, mà không nể mặt, thì có vẻ tôi quá hẹp hòi rồi. Nói xong, Tiêu Chính Văn lập tức gọi người trả lời cho Tung Sơn, một lúc sau anh đã đích thân đến Tung Sơn. Đêm hôm đó, Tiêu Chính Văn đã đến chân núi Tung Sơn một mình. Lúc này, toàn bộ Tung Sơn như có kẻ thù đến, trên dưới núi đều là những đệ tử cấp cao của Tung Sơn, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn với vẻ cảnh giác cực độ. E rằng hồi đó không có cuộc chiến nào như vậy trong trận chiến giữa Tung Sơn và Kỳ Lân Các nhỉ. Không ngờ, một Tiêu Chính Văn nho nhỏ lại khiến Tung Sơn tôi căng thẳng đến mức như vậy, một ông lão khẽ thở dài nói. Ngược lại là Tiêu Chính Văn, vẻ mặt vẫn như thường. Ánh mắt quét qua khuôn mặt của những đệ tử cấp cao Tung Sơn, trên mặt anh lộ ra nụ cười nhạt. Trưởng giáo Triệu, hình như đệ tử Tung Sơn của ông không hoan nghênh tôi lắm. Tiêu Chính Văn chắp một tay ra sau, vừa nói vừa bước lên bậc thang. Triệu Kế Hồng lạnh lùng liếc nhìn đám đệ tử Tung Sơn ở xung quanh, không nhìn thì thôi, vừa nhìn Triệu Kế Hồng đã nổi giận. Chỉ thấy vài tên đệ tử trong đó, đã sợ đến tái mặt. Còn có mấy người đã sợ tè ra quần ngay khi Tiêu Chính Văn leo lên cầu thang. Phải biết rằng, đây là sân nhà của Tung Sơn đấy, hơn nữa Tiêu Chính Văn chỉ đến một mình, vốn không dẫn theo đám người Long Hình đến. Một hậu bối cảnh giới nhân vương cấp 5 lại khiến quân nhân họ sợ đến tè ra quần, chuyện này mà đồn ra ngoài, mặt mũi của Tung Sơn phải để đâu chứ? Đám người thua kém này, còn không mau lui xuống, Triệu Kế Hồng hét lên dữ dội, khiến cho tất cả mọi người đều choáng váng. Rối rít lui qua một bên. Cậu Tiêu, để cho cậu chê cười rồi, mời vào trong. Triệu Kế Hồng bước lên trước, mặt trơ cháo chắp tay với Tiêu Chính Văn, làm động tác mời rồi nói. Thật ra bản thân Triệu Kế Hồng lúc này trong lòng cũng thấp thỏm không yên, lỡ như Tiêu Chính Văn vạch trần quỷ kế của ông ta, Triệu Kế Hồng thật sự không biết phải ăn nói với Tiêu Chính Văn thế nào. Dù gì sau lưng Tiêu Chính Văn cũng có ba cao thủ cảnh giới nhân hoàng. Một khi mấy người Long Nguyệt đánh tới tra hỏi ông ta, Triệu Kế Hồng cũng rất khó để giải thích cho rõ ngay lập tức. Bí cảnh ở Tung Sơn kia thậm chí còn chẳng phải là bí mật bên trong Võ Tông, ngay cả đại trưởng lão Võ Tông cũng biết rõ nơi gọi là bí cảnh ở Tung Sơn kia chính là một lò luyện lớn. Dù là cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng vào trong thì cũng khó lòng sống sót. Khi Tiêu Chính Văn tìm đường lên núi, vừa nói vừa cười đi lên đỉnh núi cùng với Triệu Kế Hồng thì nỗi bất an này của ông ta mới dần dịu xuống. Cậu Tiêu quả nhiên có uy phong của bậc đại tướng, đổi lại là người khác thì tuyệt đối sẽ không một thân một mình tới làm khách ở Tung Sơn chúng tôi. Có điều, cậu Tiêu đã từng nghe nói sau núi Tung Sơn chúng tôi có một bí cảnh thượng cổ chưa? Triệu Kế Hồng vừa đi vừa ngẩng đầu nói với Tiêu Chính Văn. Bên trong giấy mời đã viết rất rõ rồi. Trưởng giáo Triệu muốn cùng hưởng vùng đất chủ phú kia với tôi đương nhiên không thể từ chối ý tốt của trưởng giáo Triệu được rồi. Tiêu Chính Văn khẽ mỉm cười nói. Cậu Tiêu, thật ra bí cảnh đó là do một nhân tài của Tung Sơn chúng tôi dựng nên để rèn luyện thân xác, nghe nói bất kỳ ai có thể sống sót đi ra khỏi nơi đó đều có cơ thể vô cùng cường hãn.
Tôi không dám độc chiếm nơi hoang vu này, vậy nên mới mời cậu Tiêu tới, với khả năng lĩnh hội và thực lực của cậu Tiêu, tôi tin rằng nhất định có thể có được thu hoạch lớn. Vừa nói, Triệu Kế Hồng vừa dẫn Tiêu Chính Văn đi về phía bí cảnh ở sau núi. Tiêu Chính Văn chẳng hề bận tâm, vừa tiến lên trước vừa ngắm nhìn phong cảnh dọc đường dẫn tới Tung Sơn. Mặc dù Tung Sơn không đứng đầu trong số 5 đại danh sơn, thế nhưng phong cảnh vẫn tương đối mê người, nơi nào cũng xanh mướt màu hoa cỏ, đi tới đâu cũng thấy những bóng cây cổ thụ. Sau khi đi qua một ngọn núi cao vút tầng mây, trước mắt Tiêu Chính Văn chính là một vân hải mờ mịt sương khói. Vân hải này nhìn không có gì kỳ lạ, thế nhưng đứng cách bên ngoài vài dặm, Tiêu Chính Văn đã có thể cảm nhận được rất rõ một luồng sát khí sôi sục. Bên trong vân hải còn ẩn hiện cả tiếng sấm rền, rõ ràng đây nào phải bí cảnh phúc địa gì mà chính là một tuyệt địa muôn vàn hiểm nguy. Quả nhiên là một nơi hoang vu, chỉ là không biết có thông tới chốn âm tào địa phủ cùng trời cuối đất hay không, Tiêu Chính Văn đứng từ xa nhìn về phía vân hải cách đó vài dặm, như cười như không nói. Cậu Tiêu nặng lời rồi, nơi này thật sự là nơi rèn luyện thân xác của thiên tài ở Tung Sơn chúng tôi, sao có thể thông tới âm tào địa phủ. Cậu Tiêu, mời, Triệu Kế Hồng miệng cười nhưng trong lòng thì không, làm một động tác tay tỏ ý mời, Tiêu Chính Văn khẽ híp hai mắt, nhìn về phía Vân Hải hồi lâu sau đó trên mặt lại khôi phục lại nụ cười khi trước, khẽ gật đầu rồi sải bước tiến thẳng về phía Vân Hải. Dáng vẻ đó giống như Tiêu Chính Văn mới là chủ nhân của nơi này. Mà bí cảnh của Vân Hải đó càng giống như một động tiên, còn Tiêu Chính Văn cứ như vừa bước ra từ trong luồng ánh sáng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Triệu Kế Hồng nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chính Văn. Tên họ Tiêu này rõ ràng không coi ông ta ra gì, nơi này là cấm địa của Tung Sơn, vậy mà Tiêu Chính Văn lại coi ông ta như là không khí, để cho ông ta đi phía sau lưng. Đây rõ ràng chính là một loại chế nhạo không cần lên tiếng. Giống như Tiêu Chính Văn đang chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng dù anh chỉ có một mình, dù anh bỏ lại Triệu Kế Hồng phía sau lưng thì ông ta cũng tuyệt đối không dám ra tay với bản thân. Sao thế, sắc mặt của trưởng giáo Triệu hình như không được tốt lắm, Tiêu Chính Văn đang đi thì đột nhiên quay đầu lại nhìn Triệu Kế Hồng phía sau lưng, khẽ cười nói. Biểu cảm đó thật sự giống như những ông bạn già đã có giao tình nhiều năm rồi, không hề để tâm tới Triệu Kế Hồng cùng với gương mặt tức tối của ông ta. Cậu Tiêu, lẽ nào cậu thật sự không sợ tôi sẽ đột nhiên ra tay với cậu sao? Ánh mắt lạnh lùng của Triệu Kế Hồng ẩn hiện sát khí. Ra tay với tôi, trưởng giáo Triệu dám sao? Tiêu Chính Văn vừa nói vừa quay đầu đi về phía Vân Hải, bình thản nói, không phải là Tiêu Chính Văn tôi ngạo mạn, nếu như trưởng giáo Triệu có cái gan này thì cũng sẽ không đích thân gửi giấy mời tôi tới Tung Sơn rồi. Tôi dám bảo đảm, nếu như tôi xảy ra bất cứ bất trắc gì ở Tung Sơn, chưa nói tới an nguy của trưởng giáo Triệu, dù là cả Tung Sơn thì cũng phải lấy cái chết để đền tội, ông có gì muốn nói không? Tiêu Chính Văn chẳng buồn quay đầu lại, cứ thế lên tiếng nói. Triệu Kế Hồng nghe vậy thì mặt mày xanh mét, siết chặt tay thành nắm đấm, ông ta đường đường là cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng, vậy mà lại bị một kẻ bề sau xem thường như thế. Hơn nữa còn lên tiếng giáo huấn một hồi trước mặt nhiều đệ tử cấp cao như thế của Tung Sơn. Đáng tức giận nhất là đối diện với sự châm chọc của Tiêu Chính Văn, ông ta lại chẳng thể phản kháng một lời. Sau khi liên tiếp hít sâu vài lần, Triệu Kế Hồng đột nhiên ngửa mặt cười lớn, nói cậu Tiêu, thật đúng là buồn cười mà, Tung Sơn chúng tôi vốn dĩ bắt nguồn từ thế tục, trước đây tôi chỉ tin theo lời gièm pha của kẻ tiểu nhân, nếu không thì sao có thể gây khó dễ cho giới chính trị được chứ. Thật ra những lời này của ông ta cũng chỉ là để hóa giải sự ngượng ngập mà thôi. Ban nãy Tiêu Chính Văn quả thực đã nói chúng vào nỗi đau của Triệu Kế Hồng. Nếu như Tiêu Chính Văn chết trong bí cảnh của Tung Sơn, vậy thì Triệu Kế Hồng ít nhất cũng có tới 10.000 lý do, thậm chí có thể nói Tiêu Chính Văn lưu luyến môi trường bên trong bí cảnh Tung Sơn nên mới không chịu ra mà thôi. Dù mấy người Long Nguyệt biết rõ Tiêu Chính Văn đã chết thì có ai dám tới bí cảnh của Tung Sơn để tìm hiểu rõ sự tình. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Chết mà không có gì đối chứng thì cũng chẳng ai làm gì được ông ta. Cậu Tiêu, đi qua Vọng Nguyệt Đình phía trước chính là bí cảnh của Tung Sơn chúng tôi rồi, tôi đã lệnh cho người chuẩn bị trà thơm bên trong Vọng Nguyệt Đình, chỉ bằng cậu Tiêu thưởng thức tách trà rồi vào trong bí cảnh cũng không muộn. Triệu Kế Hồng nói rồi dùng tay chỉ về tiểu đình nằm trên một mỏm đá ở nơi không xa phía trước, khẽ cười nói. Được, mời trưởng giáo Triệu, Tiêu Chính Văn nói chẳng chút lo sợ. Triệu Kế Hồng khẽ gật đầu,
sau đó sải bước về phía Vọng Nguyệt Đình. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn bay vút về phía Vọng Nguyệt Đình, mấy đệ tử cấp cao của Tung Sơn đồng loạt đặt một tay lên trên chuôi kiếm, hai mắt nhìn chăm chăm theo bóng lưng của Tiêu Chính Văn. Theo lời dặn khi trước của Triệu Kế Hồng, chỉ cần Tiêu Chính Văn hơi hối hận thì mọi người sẽ cùng xông ra, sau khi dùng dao phân thây Tiêu Chính Văn thì ném vào trong Vân Hải. Đợi chút, một ông lão giơ tay ngăn mấy đệ tử cấp cao lại, nhíu mày nói, nếu như cậu ta đã tình nguyện lao vào nguy hiểm, vậy thì chúng ta không cần phải ra tay nữa. Tiêu Chính Văn sải bước tiến lên trên mặt bằng của mỏm đá, ngẩng đầu nhìn câu đối hai bên Vọng Nguyệt Đình, khẽ gật đầu nói, ừ, không tệ. Hải đáo vô nhan thiên tác ngạn, đăng lâm tuyệt đỉnh ngã vi phong. Khí thế được quá, quả là gan dạ sáng suốt, Tiêu Chính Văn không thôi cảm thán. Cậu Tiêu, đây chính là con chữ do chính tay thiên tài kia của Tung Sơn chúng tôi viết ra, cũng chính sau khi viết ra câu thơ này thì ông ấy mới bước vào trong bí cảnh, trải qua hơn chục năm, luyện ra được một cơ thể không gì có thể xuyên thủng được. Hậu thế gọi ông ấy là thần binh nhân hình. Triệu Kế Hồng nói rồi làm động tác tay tỏ ý mời với Tiêu Chính Văn, sau đó bước vào trong Vọng Nguyệt Đình trước. Tiêu Chính Văn bước vào bên trong Vọng Nguyệt Đình, cầm tách trà vẫn còn bốc khói trên mặt bàn lên, khẽ nhấp một ngụm, cười nói, trưởng giáo Triệu đã nghĩ kỹ rồi. Ồ, cậu Tiêu, sao cậu lại nói ra lời này? Trái tim của Triệu Kế Hồng chợt khựng lại, ông ta quay đầu lại, đưa ánh mắt hung hãn nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Chỉ cần Tiêu Chính Văn có ý định rút lui, Triệu Kế Hồng sẽ ra tay giết chết anh bất kể mọi lúc. Nếu đã như vậy, thế thì phải làm phiền tới trưởng giáo Triệu rồi. Nói xong, Tiêu Chính Văn đặt tách trà xuống, sải bước tới, một giây sau đã đến ngay giữa Vân Hải. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn đã vào trong bí cảnh, trên mặt Triệu Kế Hồng lộ ra một nụ cười nham hiểm, nói, cậu Tiêu, cậu cần gì phải vội vàng như thế? Ban nãy tôi quên mất không nói với cậu Tiêu một chuyện, bí cảnh này mặc dù là một nơi rèn luyện thân xác, thế nhưng nếu kẻ nào có tu vi thấp hơn đế cảnh cấp 6 mà tùy tiện bước vào trong thì có thể sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Vậy nên tôi sẽ chết ở nơi này à? Giọng nói của Tiêu Chính Văn truyền ra từ bên trong Vân Hải. Vẫn là cậu Tiêu có khả năng dự đoán, có điều cậu không cần phải lo lắng, sau khi cậu chết, tôi sẽ thay cậu chăm lo cho gia đình nhỏ của cậu. Ha ha ha, Triệu Kế Hồng nói xong thì ngửa mặt cười lớn. Vào khoảnh khắc Tiêu Chính Văn đặt chân xuống Vân Hải, dưới chân đột nhiên hững lại, rơi thẳng xuống từ trên hư không. Trọng lực của nơi này rõ ràng cao hơn những nơi khác, hơn nữa, cuồng phong sắc bén như mũi dao xung quanh còn sượt ngang qua mặt Tiêu Chính Văn, đau giống như bị dao cứa vào vậy. Tiêu Chính Văn không khỏi sững sờ. Đáng lý với độ cứng cơ thể đã được tôi luyện ở Lôi Hải Côn Luân của anh thì căn bản chẳng thể có cảm giác đau đớn, thế nhưng lúc này, Tiêu Chính Văn lại cảm nhận được một cơn đau thấu tim truyền tới từ khắp nơi trên cơ thể mình. Giống như bí cảnh này cảm nhận được có kẻ xâm nhập, vô số tia sét đồng thời đổ dồn về phía cơ thể của Tiêu Chính Văn. May là Tiêu Chính Văn đã có chuẩn bị tâm lý từ lâu, nếu không hậu quả thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Cậu Tiêu, cảm giác bên trong đó thế nào? Cậu cứ từ từ tận hưởng nhé, vài ngày nữa tôi sẽ lại tới thăm cậu, hy vọng tới lúc đó cậu vẫn chưa hóa thành một vũng máu. Triệu Kế Hồng ngửa mặt cười lớn, lạnh lùng chế nhạo. Trưởng giáo Triệu, tôi khuyên ông một câu, bất kể là chuyện gì cũng đừng kết luận quá sớm, có lẽ không tới một ngày nữa, ông sẽ tự mình đến quỳ xuống mời tôi ra đấy. Tiêu Chính Văn cười mỉm nói. Triệu Kế Hồng còn đang đắc ý cũng không khỏi nhíu mày khi nghe nói thế, gì cơ? Quỳ xuống mời cậu ra à? Hừ, có phải cậu đang nằm mơ không đấy? Nếu cậu đã vào đây thì tôi không ngại nói thẳng, dù cậu chết ở cấm địa Tung Sơn tôi cũng không ai dám vào trong đó nhặt xác cho cậu đâu. Chỉ cần là cường giả dưới đế cảnh cấp 6 bước vào cấm địa, không ai có thể sống sót rời khỏi đó. Chỉ cần tôi không khởi động cơ quan, thần tiên cũng không làm được gì. Hừ, hôm đó cậu đánh con trai tôi tàn phế thì đã xác định tôi và cậu không đội trời chung, dù giết tôi rồi thì tôi cũng không thể để cho cậu sống sót rời khỏi. Trưởng giáo Triệu, có thể ông vẫn không biết khi tôi đến Tung Sơn, Tần Vũ đã công khai tin tức tôi đến Tung Sơn với mọi người. Cả Hoa Quốc, hay nói cách khác cả thế giới đều biết tôi ở chỗ của ông. Tiêu Chính Văn cười khẩy nói. Mấy người đó biết thì thế nào? Dù người trên cả thế giới đều biết cậu ở Tung Sơn, lẽ nào cậu muốn cho bọn họ dìm chết tôi bằng nước bọt à? Ha ha, Triệu Kế Hồng hoàn toàn không để tâm đến chuyện này,
chỉ cần các cao thủ quay về từ ngoài lãnh thổ thống nhất được với nhau, đám chết nhát yếu ớt thế tục có thể chửi rủa ông ta thế nào. Dù sao ông ta đã vứt hết sạch mặt mũi từ lâu rồi, bị người khác mắng vài câu cũng chẳng sao. Ông không lo lắng chút nào sao, Tiêu Chính Văn lạnh nhạt cười nói. Lo lắng, tôi có gì phải lo chứ, Tiêu Chính Văn cậu đổ mồ hôi công sức lập công cho Hoa Quốc là thật, cũng có chút danh tiếng ở Hoa Quốc, tôi cũng thừa nhận điều này. Nhưng dù sao cũng chỉ là thế tục, tôi đường đường là Tung Sơn sao có thể để tâm đến mấy thứ này. Ai cũng nói nước bọt có thể dìm chết một người, nhưng tôi sống hơn 100 năm chưa từng thấy ai bị nước bọt dìm chết cả. Hơn nữa cậu tự nguyện đến đây, chỉ cần tôi không thừa nhận cậu đã chết thì ai có thể lấy chứng cứ ra chứ? Ai dám bước vào bí cảnh nhặt xác cho cậu? Long Nguyệt sao? Hay là Long Hình? Chỉ cần họ dám đến, tôi có thể tiễn họ một đoạn, để họ đoàn tụ với cậu ở dưới địa phủ. Thế nào, có phải cảm thấy tuyệt vọng không? Tiêu Chính Văn ơi là Tiêu Chính Văn, một người vai vế dưới chưa mọc đủ cánh như cậu mà cũng dám chống đối lại các thế lực ở ngoài lãnh thổ. Cũng không soi thử xem cậu là cái thá gì, từ xưa đến nay người mạnh hơn cậu có vô số, ai dám một mình khiêu chiến với cả ngoài lãnh thổ. Chỉ cần đế vương các và thiên đạo minh ước không ra mặt cầu xin cho cậu, ai có thể cứu được cậu. Cậu cũng không nghĩ thử xem, Tung Sơn tôi đứng vững mấy ngàn năm, sao có thể bị một tên nhóc như cậu ức hiếp dễ dàng như thế. Dù là Lý Tịnh năm đó cũng chỉ dám đứng trong vọng nguyệt đình nhìn sang bí cảnh của Tung Sơn, cậu là cái thá gì. Còn dám chủ động vào đây đúng là không biết trời cao đất dày. Triệu Kế Hồng chế giễu nói. Hai, Triệu Kế Hồng, ông đúng là khiến tôi thất vọng quá, với tài năng của ông sao có thể ngồi ở chức vị trưởng giáo Tung Sơn chứ? Giao Tung Sơn cho người như ông là sai lầm lớn nhất của quản lý cấp cao Tung Sơn. Tiêu Chính Văn thờ ơ nói. Nghe anh nói thế, Triệu Kế Hồng nhíu mày, mới vừa đắc ý được một chút, lúc này cũng có linh cảm không lành. Cậu có ý gì? Không có gì, không lâu nữa ông sẽ biết thôi, hơn nữa đừng quên những lời tôi nói trước đó, ông chắc chắn sẽ quỳ xuống mời tôi ra ngoài, nếu không tôi sẵn sàng chết ở đây. Nói rồi Tiêu Chính Văn ngồi xuống, thật sự sử dụng gió và sấm chớp trong trận pháp bí mật bắt đầu ngưng luyện thể xác. Tiếp sau đó, cho dù Triệu Kế Hồng có hỏi thế nào, Tiêu Chính Văn cũng không mở miệng đáp lại, xem Triệu Kế Hồng như không khí. Hừ, Tiêu Chính Văn. Cậu ngoan ngoãn đợi chết ở đây đi. Thấy Tiêu Chính Văn không để ý đến mình, Triệu Kế Hồng tức giận phất tay áo xoay người rời đi. Nhưng sáng hôm sau, Triệu Kế Hồng vừa muốn đến sau núi xem tình hình của Tiêu Chính Văn thì cả Tung Sơn bỗng rung lắc dữ dội. Phải biết Tung Sơn có trận pháp bảo vệ núi, động đất bình thường không thể xuất hiện trong vài trăm cây số của Tung Sơn. Triệu Kế Hồng ngẩng phát lên nhìn về phía chân trời, từng tia chớp màu tím đánh ngang qua bầu trời. Trên đó là mây đen, khí tức bức người. Một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ bao phủ lấy bầu trời Tung Sơn, mây đen dày đặc không nhìn thấy gì, Triệu Kế Hồng thấp thoáng nhìn thấy một ông lão mặc áo làm bằng vải bố kiêu ngạo đứng trên đám mây đó. Cây gậy trong tay ông lão chứa một luồng khí tức cổ xưa nhưng lại rất uy nghiêm. Phía sau cụ ta là rất nhiều cao thủ cảnh giới nhân hoàng, ai nấy cũng đều sát khí đằng đằng. Triệu Kế Hồng vừa nhìn đã nhận ra ông lão đó. Chính là cao thủ đỉnh cấp cảnh giới nhân vương cấp 1 quay về của Mỹ Lục Xe G. Không để Triệu Kế Hồng lên tiếng, ông lão đã nghiêm nghị bước ra kiêu ngạo đứng trên trời cao, lạnh lùng hỏi, là Tung Sơn của các người giữ Tiêu Chính Văn lại à? Xe G tức giận nói, giọng nói của cụ ta vang vọng khắp bầu trời, cả Hoa Quốc gần như đều chú ý đến động tĩnh phía Tung Sơn. Không ít các gia tộc quay về từ ngoài lãnh thổ đều nhìn về hướng Tung Sơn. Càng để ý đến khí tức đáng sợ đang ở đó. Thiên Hạ Đạo Quân cũng ngạc nhiên thốt lên khi nhìn thấy cảnh tượng này, xe gờ Mỹ Lục thế mà lại đích thân đến Hoa Quốc. Là ai, ai chọc đến Mỹ Lục rồi? Đỗ Ách Chân Quân cũng tức giận hét lên. Thật ra lần này trong các cao thủ quay về từ ngoài lãnh thổ, với thực lực mạnh nhất của Mỹ Lục, dù sao xe gờ người đầu tiên đạt cảnh giới nhân hoàng cấp 1 chính là một vị thần của Mỹ Lục. Xe G từng quét sạch cường giả cảnh giới nhân hoàng của Âu Lục khi ở ngoài lãnh thổ, hơn nữa cũng từng đánh nhau rất nhiều lần với cường giả nhân vương ở Hoa Quốc, nhưng không khi nào thua. Mặc dù mấy người Triệu Kế Hồng quen thói cuồng vinh, nhưng so với xe G, thực lực của họ vẫn chưa đủ. Đạt đến cảnh giới nhân hoàng, mặc dù cũng là một cảnh giới nhỏ,
nhưng cách biệt giữa cả hai thậm chí có thể miêu tả bằng từ khác xa một trời một vực cũng không quá. Lần này chạy đến Tung Sơn không chỉ có một mình Seger mà còn có mấy chục cao thủ cảnh giới nhân vương của các thế lực lớn ở Mỹ Lục, ngay cả ở ngoài lãnh thổ cũng không thấy nhiều tình huống này. Nếu không nhờ có người chọc giận Seger, thì cụ ta không thể nào dẫn theo một đám cao thủ Mỹ Lục ồ ạt phạm vào cảnh giới. Thật ra lần này những người Tiêu Chính Văn giết ở Mỹ Lục ít hay nhiều gì cũng có mối liên quan hàng ngàn lớp quan hệ với Seger, điều này đồng nghĩa với việc đang khiêu khích một cao thủ đỉnh cấp cảnh giới nhân hoàng cấp 1. Dù Seger không muốn gây sự với các thế lực lớn ngoài lãnh thổ của Mỹ Lục và Hoa Quốc thì cũng phải khởi binh hỏi tội. Nếu không Seger còn mặt mũi nào một mình bảo vệ cho Mỹ Lục chu toàn. Lúc này gần như nhà họ Khổng, nhà họ Ngụy và người của năm đại danh sơn đã chạy đến bầu trời Tung Sơn, ai nấy cũng xếp hàng đợi như thể gặp phải kẻ thù lớn. Tiêu Chính Văn có thể mặc kệ nhưng Tung Sơn lại cùng chiến tuyến với họ, nếu ngồi nhìn Tung Sơn bị tiêu diệt, sau này võ tông Hoa Quốc còn đứng ở thế giới thế nào được nữa. Nhưng tất cả những người chạy đến, cho dù là Thiên Hà Đạo Quân hay Độ Ách Chân Quân đều bày ra vẻ khổ não. Không đến lúc bất đắc dĩ. Họ quả thật không muốn khai chiến với một đối thủ như Seger. Lúc này chỉ riêng trận thế cách một khoảng không của hai bên đã gây ra chấn động núi sông, mặt đất rung chuyển trong vòng mấy trăm cây số mà Tung Sơn là trung tâm, trên bầu trời sấm chớp đan xen với nhau, cuồng phong nổi lên. Sát khí cuồn cuộn chảy như có thực thể. Cho đến giờ cuối cùng Triệu Kế Hồng cũng đã hiểu ẩn ý sâu xa trong lời nói của Tiêu Chính Văn trước đó. Chắc chắn là do Tiêu Chính Văn gây ra đại nạn, lại để Triệu Kế Hồng gánh nồi. Ngay cả Bạch Chiến Sinh ở Long Kinh xa xôi cũng kinh ngạc há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng này. Dù sao ý kiến này do anh bày cách cho Triệu Kế Hồng, nhưng ông ta không ngờ Tiêu Chính Văn còn để lại chút manh mối. Tên nhóc Tiêu Chính Văn này, đáng ghét thật chứ, đáng giận, đáng chết, Bạch Chiến Sinh tức đến nỗi mặt mày trắng bệch, siết chặt nắm đấm. Ông ta sống mấy trăm tuổi. Dù là khi ở ngoài lãnh thổ cũng chưa từng có ai dám đùa bỡn ông ta như thế. Nhưng từ lúc quay về thế tục đến nay, 5 lần 7 lượt đều bị Tiêu Chính Văn tính kế, hơn nữa đào bẫy ngày càng sâu. Seger đứng kiêu ngạo trên bầu trời Tung Sơn lạnh lùng trầm giọng nói với Triệu Kế Hồng, lập tức giao Tiêu Chính Văn ra đây, nếu không bọn tôi sẽ san bằng Tung Sơn này. Nghe thế Triệu Kế Hồng hít sâu một hơi, kiềm nén cơn giận cười nói, tiền bối Seger. Tôi nghĩ có hiểu lầm gì ở đây rồi. Tung Sơn chúng tôi tuyệt đối không bao che cho Tiêu Chính Văn, sở dĩ tôi nhốt cậu ta trong bí cảnh cũng là muốn mượn bí cảnh để nhanh chóng tiêu diệt cậu ta. Lúc này Triệu Kế Hồng cũng mặc kệ thể diện gì đó, vội bước đến gần Seger, chắp hai tay lại cúi thấp người xuống. Dù sao thực lực đối phương cũng rất mạnh, hơn nữa lúc này Mỹ Lục đã hình thành nên thế đại binh ép cảnh giới. Hễ khai chiến thì chỉ dựa vào mười mấy cao thủ cảnh giới nhân hoàng quay về của Hoa Quốc không thể nào ngăn được một đòn hợp sức của đám người Mỹ Lục. Có thể nói chỉ cần khai chiến Tung Sơn sẽ bị san bằng. Đó chỉ là lời nói của ông mà thôi, các ông đều là người Hoa Quốc, có thể nhẫn tâm ra tay với cậu ta được sao? Đừng coi tôi như một đứa trẻ lên ba vậy chứ. Tôi chỉ cho ông một tiếng để suy nghĩ, nếu không giao người ra thì Tung Sơn của ông cũng sẽ không còn một mảnh. Seger hoàn toàn không nghe Triệu Kế Hồng giải thích. Chuyện này cũng không thể trách Seger nghi ngờ nhiều thế được, vấn đề là mọi chuyện quá mức trùng hợp, Tiêu Chính Văn vừa giết chết liên tiếp mấy người ở Mỹ Lục đã bị Triệu Kế Hồng lừa nhốt vào trong bí cảnh. Dù là tên ngốc cũng phải tìm lý do nào đó khiến người khác tin tưởng một chút chứ. Thấy Seger phóng ra sát khí nhiều hơn như một vị hung thần giáng trần, Triệu Kế Hồng không khỏi kêu khổ. Ông ta cũng muốn giao Tiêu Chính Văn ra để Tung Sơn không phải gặp nạn lắm chứ, nhưng vấn đề là những lời Tiêu Chính Văn nói hôm qua vẫn còn văng vẳng bên tai. Ông ta đường đường là cao thủ cảnh giới nhân hoàng, lại còn là trưởng giáo Tung Sơn, sao có thể quỳ xuống với Tiêu Chính Văn trước mặt mọi người chứ? Ngay cả khi ra mặt ông ta dày hơn đi chăng nữa cũng không thể quỳ xuống mời anh ra khỏi bí cảnh như Tiêu Chính Văn đã nói. Tiền bối Seger, ông nói thế cũng hơi quá rồi. Tôi phải thừa nhận rằng tiền bối Seger đã đạt tới cảnh giới nhân hoàng số 1, nhưng cảnh giới nhân hoàng không phải là cảnh giới tối thượng, huống gì tiền bối cũng chỉ là một tầng cảnh giới mà thôi. Nếu hôm nay tiền bối dám san bằng Tung Sơn tôi, sau này đại tài của Tung Sơn chắc chắn sẽ đòi lại công bằng. Triệu Kế Hồng cứng rắn hung hăng đáp lại.
Nói thế nào đi nữa thì Tung Sơn cũng là địa bàn của ông ta, mặc dù không dám ra tay nhưng vẫn có can đảm nói vài câu như thế. Nhưng ông vừa dứt lời đã cảm thấy có gì đó không ổn. Ngộ nhỡ CG lấy lý do đó trực tiếp khai chiến với Tung Sơn, thế chẳng phải đúng ý của Tiêu Chính Văn rồi sao? Nếu lần này đội nồi thay Tiêu Chính Văn, mấy trăm năm sống trên đời này của Triệu Kế Hồng vứt cho chó rồi còn gì? Thoáng chốc Triệu Kế Hồng cũng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, ngẩng đầu lên nhìn CG bằng ánh mắt cầu xin. Lúc này Triệu Kế Hồng đã thầm mắng Tiêu Chính Văn cả ngàn lần. Ông ta chỉ ước gì có thể xé xác Tiêu Chính Văn ra để chút giận. Mà ngay lúc này Tiêu Chính Văn lại ở trong bí cảnh, khoanh chân ngồi dưới đất, gió mạnh thổi đến và vô số tia chớp màu tím đánh vào người Tiêu Chính Văn, ngược lại khiến Tiêu Chính Văn có cảm giác rất hưởng thụ. Qua một đêm tu luyện, cả người Tiêu Chính Văn đã không cảm nhận được đau đớn, hơn nữa ngay cả bản thân Tiêu Chính Văn cũng có thể cảm nhận được cơ thể mình đã rắn chắc hơn gấp mấy lần trước kia. Tiêu Chính Văn, đều là chuyện tốt cậu gây ra đây này. Đúng lúc này, bên tai Tiêu Chính Văn bỗng vang lên tiếng gào thét tức giận của Triệu Kế Hồng. Một lúc sau, Tiêu Chính Văn mới chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía bầu trời mây xám xịt trên đỉnh bí cảnh, thế nào, bây giờ muốn thả tôi ra rồi à? Muốn tôi ra ngoài cũng không phải không được, nhưng ông phải đích thân quỳ xuống mời ra, nếu không tôi thả biến thành vũng máu còn hơn. Tiêu Chính Văn cực kỳ thoải mái nói, nào giống người đang phải chịu đau đớn dày vò. Triệu Kế Hồng thật sự đã cực kỳ hối hận. Tiêu Chính Văn, cậu không nên đi khiêu khích với CG, cậu có biết ông ta là ai không hả? Dù ở ngoài lãnh thổ, thế lực các nơi của Hoa Quốc cũng phải nể mặt ông ta đấy. Cậu thì hay rồi, chạy đến Mỹ Lục của người ta giết hàng loạt người hả? Giỏi thật đấy. Cậu có biết cậu làm thế sẽ liên lụy đến cả Hoa Quốc không? Triệu Kế Hồng run rẩy lớn giọng gào. Ồ, sẽ liên lụy đến cả Hoa Quốc. Lúc hách cả gan bước vào lãnh thổ Hoa Quốc cũng không thấy ông lo lắng như thế. Tôi nhớ lúc đầu chẳng phải ông nói cố ý chạy đến xem chuyện vui sao. Cũng nên đến lượt tôi chạy đến hóng chuyện vui rồi chứ nhỉ. Tiêu Chính Văn cười mỉa nói. Ồ, phải rồi, nơi này là Tung Sơn, ngộ nhỡ xảy ra trận chiến thì người chết là người Tung Sơn các ông, nhưng chuyện này có liên quan gì đến tôi? Nghe Tiêu Chính Văn nói thế, Triệu Kế Hồng suýt nữa giận đến mức tắt thở. Còn 10 phút nữa, Triệu Kế Hồng, nếu trong vòng 10 phút mà bọn tôi vẫn không thấy Tiêu Chính Văn thì đừng trách bọn tôi vô tình san bằng Tung Sơn. CG cầm cây gậy chỉ vào Triệu Kế Hồng quát. Tiêu Chính Văn, cậu cũng nghe rồi đấy, lẽ nào cậu muốn khiến cả hàng ngàn mạng người Tung Sơn gánh tội thay cậu? Lúc này Triệu Kế Hồng đã tức đến mức mặt mày xanh mét, nhưng lại không thể làm gì Tiêu Chính Văn. Thấy từng giây từng phút trôi qua, Triệu Kế Hồng nghiến răng để lộ sắc mặt hung hãn nói, CG, Tung Sơn và Mỹ Lục nước sông không phạm nước giếng. Lẽ nào ông dám mạo hiểm gây ra một cuộc thảm sát ở Hoa Quốc bọn tôi sao? Cho dù CG có lý do san bằng Tung Sơn như lời ông ta nói thì các thế lực khắp nơi ở ngoài lãnh thổ của Hoa Quốc sẽ không tha thứ. Dù sao ông ta chà đạp không phải là thế tục mà là thế lực ngoài lãnh thổ của Hoa Quốc. Triệu Kế Hồng biết rõ hậu quả của việc khiêu khích chiến tranh thì CG cũng thế, thiên đạo minh ước sẽ không tha thứ cho những chuyện đã xảy ra. Là do Hoa Quốc các ông giết con dân của tôi trước, không giao người ra thì chiến luôn đi. Thái độ của CG cực kỳ cứng rắn, không chịu cho Triệu Kế Hồng có chỗ để lùi lại. Cùng lúc đó một màn sáng bỗng xuất hiện trên bầu trời Tung Sơn, ngay cả trận pháp bảo vệ cũng cảm nhận được sát ý nồng đậm, sau đó kích hoạt chế độ tự động phòng vệ. Trận pháp bảo vệ, ông nghĩ trận pháp bảo vệ có thể ngăn được nhiều người thế này sao? Lúc này trên người CG cũng phát ra ánh sáng, khí tức màu tím nhạt lượn vòng quanh người ông ta, còn đám người phía sau đó cũng đều lôi vũ khí của mình ra, sát khí cuồn cuộn như có thực thể khiến bầu trời trở thành một màu trắng xám xịt. Sát khí toát ra từ đám người kia ngay lập tức lan ra mấy trăm cây số của Tung Sơn, đất động núi rung chuyển. Triệu Kế Hồng đứng trong không trung thấy thế cũng chỉ đành cứng rắn đứng chặn trước mặt mọi người. Hai luồng khí tức cuồng bạo va chạm với nhau, thoáng chốc bầu trời phóng ra ánh sáng rực rỡ. Mặc dù Triệu Kế Hồng đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị đám người CG chế ngự trong giây lát. Lúc này mấy mươi khí tức khủng khiếp đã bao vây chặt lấy ông ta. Vẫn chưa kịp ra tay mà Triệu Kế Hồng đã không chịu nổi áp lực cực lớn đó, ông ta nôn ra một ngụm máu.
Mấy người đứng bên dưới đều sợ hãi toát mồ hôi lạnh, lẽ nào đây chính là trận đấu của cường giả cảnh giới nhân hoàng sao? Thậm chí hai bên còn chưa đánh nhau mà đã phân được thắng thua. Mặc dù Triệu Kế Hồng cũng là cường giả nhân hoàng, nhưng suy cho cùng ông ta cũng mới vừa đột phá không lâu, hơn nữa bên phía CG có đến mấy mười cao thủ cảnh giới nhân hoàng, sao có thể là thế lực ông ta có thể đối địch được. Thấy Triệu Kế Hồng bị thương, Thiên Hà đạo quân giơ thanh kiếm dài trong tay lên vung ra một đường kiếm khí đánh thẳng về phía CG. CG vẫn từ tốn không hoảng loạn, sau đó giơ cây gậy trong tay lên, luồng khí tức màu tím lao ra va chạm với kiếm khí đó. Ầm, một âm thanh lớn kinh thiên động địa vang lên ngay sau đó. Ánh sáng rực rỡ kia còn chưa kịp tắt, Thiên Hà đạo quân đã giơ kiếm lên đánh về phía CG. Lúc này bầu trời lúc sáng lúc âm u, thi thoảng có ngôi sao sáng lóe lên. Một kiếm này của Thiên Hà đạo quân như muốn xé bầu trời ra làm hai, phá nát cả vũ trụ vậy. Trong tay Triệu Kế Hồng cũng có luồng khí màu tím lượn quanh như muốn chia cắt trời đất này làm hai nửa, vô số sự sống đều bị luồng khí màu tím này ngăn cách, sát khí cuồn cuộn lan tràn ra trong không khí. Ở một bên khác, mấy người bên cạnh CG cũng đều vung kiếm trong tay lên. Mấy mười luồng khí tức khủng khiếp lập tức bao vây lấy Thiên Hà đạo quân và Triệu Kế Hồng. Lẽ nào nhà họ Khổng không định giúp thật sao? Triệu Kế Hồng tức giận nói rồi nhìn về phía Khổng Vạn Thắng đang ở phía xa kia. Dù sao bây giờ ông ta cũng đang đối mặt với CG, chỉ dựa vào ông ta và Thiên Hà đạo quân, thậm chí chưa chắc là đối thủ của CG, sao có thể đánh lại mấy mươi cao thủ của Mỹ Lục được chứ? Khổng Vạn Thắng khẽ thở dài. Sau đó bắn ra một luồng sáng về phía nhà tổ của nhà họ Khổng. Không lâu sau, chỉ thấy một luồng sáng màu vàng phát ra từ trong nhà họ Khổng bay thẳng về phía Tung Sơn. Một nho sĩ mặc áo dài màu xám kiêu ngạo đứng giữa không trung, sau đó lấy ngón tay chỉ vào một điểm, sát khí xung quanh lập tức biến thành năng lượng may mắn. Trận pháp càn khôn tạo hóa, tiếc là ông không phải Chu Hy, chỉ có thể tạo ra chứ không phát huy tác dụng. Nếu không tôi đã xoay người đi mất rồi, CG nhìn về phía nho sĩ đó cười khẩy. Từ xa xưa cũng đã có không ít người tài giỏi sáng tạo ra nhiều trận pháp cực kỳ tuyệt diệu, càn khôn tạo hóa có thể biến tất cả sát khí thành năng lượng may mắn, sau đó sử dụng nó cho chính mình. Năm đó khi Chu Hy tạo ra trận pháp này thì chỉ trong thoáng chốc đã vô cùng nổi trội. Nhưng tiếc là suy cho cùng nho sĩ đó không phải là Chu Hy, không phát huy được 1/100 của càn khôn tạo hóa. Chỉ chuyển hóa sát khí thành năng lượng may mắn mới chỉ là sơ cấp, không hề có sức uy hiếp gì với CG. Tôi chỉ không muốn hai vị mắc thêm sai lầm, hà tất gì phải ra tay chỉ vì một người vai vế dưới, nho sĩ đó nhìn CG lạnh nhạt cười nói. Hừ, tiểu bối, nếu hôm nay không giao Tiêu Chính Văn ra thì tôi sẽ san bằng Tung Sơn, nói rồi cả người CG toát ra sát khí cuồn cuộn. Thấy thế nho sĩ quay sang nhìn Triệu Kế Hồng tỏ ý ông ta nhanh chóng giao người ta đây, nếu không trận chiến hôm nay khó lường trước kết quả. Triệu Kế Hồng nghiến răng, sau đó giơ tay lên, một luồng khí màu tím bắn về phía sau núi, ngay sau đó Tiêu Chính Văn trong bí cảnh bỗng thấy cả người mình nhẹ bẫng, cảm giác ép bức bỗng chốc biến mất. Tiêu Chính Văn, cậu còn không mau lăn ra đây. Lúc này Triệu Kế Hồng đã cực kỳ tức giận, bị Tiêu Chính Văn tính kế đã đành. Giờ ông ta còn bị nội thương nghiêm trọng. Kẻ gây ra mọi chuyện chính là Tiêu Chính Văn, lại muốn lấy Tung Sơn ra làm lá chắn đội nồi thay cậu ta. Bây giờ Tung Sơn đang đối mặt với thảm họa nguy hiểm, không chỉ CG bị tính kế mà ngay cả Tung Sơn và Hằng Sơn họ cũng trở thành tay sai miễn phí cho Tiêu Chính Văn. Ngay cả tình hình của Thiên Hà đạo quân lúc này cũng nguy cấp, bị mấy mươi luồng khí tức vây chặt, chỉ cần vừa khai chiến thì sẽ lập tức bị bao vây đánh giết. Độ Ách Chân Quân cũng bị 6 cao thủ cảnh giới nhân hoàng ép sát, có thể nói tình hình hiện giờ cực kỳ bất lợi cho Tung Sơn. Đây là cách tiếp đãi khách của Tung Sơn à? Chẳng phải ông tự mình bảo người gửi thiệp mời tôi đến Tung Sơn làm khách sao? Tiêu Chính Văn cười chế giễu nhìn mọi người đang ở trong không trung nói. Tiêu Chính Văn, lẽ nào cậu muốn hại Tung Sơn bị tiêu diệt chỉ bởi vì cậu thật sao? Cậu có biết nếu ba người bọn tôi chết thì Hoa Quốc sẽ không còn cao thủ cảnh giới nhân hoàng nữa không? Các gia tộc đều sẽ bị Âu Lục và Mỹ Lục ức hiếp. Cậu, bớt nói nhảm đi, chuyện đó có liên quan chút nào đến Tiêu Chính Văn tôi không? Lúc Hách đánh vào Hoa Quốc, chẳng phải các ông cũng vui vẻ đứng nhìn sao? Vậy sự sống chết của các ông thì liên quan gì đến tôi?
lúc đó sao các ông không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay? Hay là trong mắt các ông, sống chết của người thế tục cực kỳ nhỏ bé, chỉ có sự sống chết của các ông mới là chuyện lớn liên quan đến mạng người. Ông nghĩ tôi không biết bí cảnh Tung Sơn là nơi rất hung hiểm sao? Lúc đó tôi từng hỏi ông đã nghĩ kỹ chưa, ông xem Tiêu Chính Văn tôi là ai, gọi thì đến đuổi thì đi sao? Tiêu Chính Văn cười mỉa nói. Tiêu Chính Văn, nếu còn đánh tiếp nữa không chỉ có Tung Sơn sẽ bị san bằng, mà các tỉnh lân cận cũng sẽ có người chết. Tôi nghĩ không cần tôi nói cậu cũng biết rõ sức phá hủy của cảnh giới nhân hoàng đi khai chiến rồi chứ. Bây giờ Triệu Kế Hồng thật sự hoảng lắm rồi, dù có người nhà họ Khổng gia nhập vào trong đoàn người tham chiến thì bên họ cũng chỉ có 4 nhân hoàng mà thôi. Không thể nào đánh lại mấy chục người ở Mỹ Lục. Mà trận chiến giữa cao thủ cảnh giới nhân hoàng có sức phá hủy rất khủng khiếp. Nếu hôm đánh với Hách không nhờ 3 người Long Nguyệt thay nhau khống chế lực còn sót lại lan ra, có lẽ Long Kinh đã không còn tồn tại nữa. Nhưng bây giờ đối mặt với mấy chục cao thủ cảnh giới nhân hoàng, ai mà có thời gian kiểm soát sức phá hủy kinh thiên động địa đó chứ? Chỉ cần Tiêu Chính Văn không ra khỏi bí cảnh thì Tung Sơn chắc chắn sẽ bị san bằng, mấy tỉnh xung quanh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Triệu Kế Hồng không phải lo lắng cho người dân ở mấy tỉnh đó, mà mấy tỉnh đó chính là nơi nghỉ ngơi của các gia tộc ngoài lãnh thổ quay khi quay về. Một khi bị trận chiến ảnh hưởng, các thế tử được gia tộc ngoài lãnh thổ cử đến sẽ chôn vùi tại đây. Trách nhiệm này không chỉ có Triệu Kế Hồng không gánh nổi mà cả Tung Sơn cũng không kham nổi. Các cao thủ ngoài lãnh thổ tự cho mình là siêu phàm giờ lại đang nịnh hót Tiêu Chính Văn, thậm chí còn muốn chết trận thay anh, dù có chết Triệu Kế Hồng cũng chết không nhắm mắt. Cậu Tiêu, đó những mấy tỉnh, hàng trăm triệu sinh linh, mong cậu Tiêu lấy chuyện lớn làm trọng, cao thủ cảnh giới nhân hoàng nhà họ Khổng Khổng Thiên Ngọc cũng ở một bên nói. Sẽ không có chuyện gì lớn cả. Người dân mấy tỉnh đó đã được sơ tán trong đêm qua rồi, nếu nói sẽ ảnh hưởng đến cái gì thì hình như chỉ có mấy gia tộc ngoài lãnh thổ thôi. Nếu các ông ai cũng muốn bảo vệ Hoa Quốc, muốn chia quyền với giới chính trị, vậy thì bây giờ là lúc các ông cống hiến cho Hoa Quốc. Phụt, Tiêu Chính Văn vừa nói thế xong, một đám thế tử và mấy người Triệu Kế Hồng đều tức đến mức hộc máu. Sắp xếp này cũng tuyệt quá đấy, chỉ trong một đêm đã sơ tán hết người trong mấy tỉnh này. Rõ ràng là Tiêu Chính Văn đang gài bẫy mấy người họ. Hãy nhớ lời tôi, muốn mời tôi ra khỏi bí cảnh thì phải quỳ xuống đón, nói rồi Tiêu Chính Văn chỉ vào Triệu Kế Hồng. Quỳ xuống đón, mọi người đều quay sang nhìn Triệu Kế Hồng. Tiêu Chính Văn đang cố ý làm khó Triệu Kế Hồng, hơn nữa không phải là nhiều lựa chọn mà là bắt buộc phải chọn. Tiêu Chính Văn, coi như tôi cầu xin cậu không được sao. Coi như là mấy ngàn sinh linh Tung Sơn. Tôi cầu xin cậu. Triệu Kế Hồng đè nén nghẹn đến mức sắp khóc. Lúc này trận pháp bảo vệ của Tung Sơn cũng bắt đầu rung lắc, bất cứ lúc nào cũng có khả năng đổ vỡ. Nếu không có trận pháp này bảo vệ thì Tung Sơn hoàn toàn bại lộ dưới dao tàn sát của đám người xe gờ. Cầu xin tôi, sớm biết có ngày hôm nay thì sao lúc đầu phải làm thế. Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn, bí cảnh này quả thật khác xa với bình thường, bây giờ tôi lại không muốn đi nữa. Làm phiền ông khởi động bí cảnh, tôi muốn bế cảnh ở nơi này. Nói rồi Tiêu Chính Văn lại khoanh chân ngồi xuống, bày ra dáng vẻ thật sự muốn ở lại đây bế quan. Thấy Triệu Kế Hồng suýt lại nôn ra máu lần nữa. Bây giờ đám người xe gờ đã chặn ở trước cửa, Tiêu Chính Văn lại muốn bế quan ở đây. Tiêu Chính Văn, sắc mặt Triệu Kế Hồng tái xanh, siết chặt nắm đấm, nhưng trước khi giao Tiêu Chính Văn cho xe gờ, ông ta có tức giận cũng phải kiềm chế lại. Sao vậy, ông đã nghĩ ra tư thế quỳ xuống đón tôi ra thế nào chưa? Tiêu Chính Văn ngẩng đầu lên nhìn Triệu Kế Hồng. Phụt, Triệu Kế Hồng quả thật không nhịn được nữa lại nôn ra một ngụm máu. Mẹ nó, còn tư thế quỳ nữa, nên giết tên này đi chứ. Nhưng Triệu Kế Hồng cũng chỉ dám nghĩ thầm, suy cho cùng lúc này cũng là do ông ta có việc cầu xin Tiêu Chính Văn. Hừ, lần này nếu Triệu Kế Hồng không quỳ, Tung Sơn sẽ bị hủy diệt. Nhưng thế quỷ thì, nói đến đây ông cụ quý cũng không nhịn được bật cười. Đường đường là cao thủ cảnh giới nhân hoàng, còn là trưởng giáo Tung Sơn lại quỳ xuống trước Tiêu Chính Văn trước mặt người dân cả nước, mà người mất mặt không chỉ có Triệu Kế Hồng mà còn thể diện của người ngoài lãnh thổ. Trước giờ họ tự xưng mình là siêu phàm, luôn xem thường người khác, xem người thế tục hết sức nhỏ bé, còn bây giờ thì sao? Người tài giỏi trong số họ lại phải quỳ xuống trước Tiêu Chính Văn.
đây không chỉ quỳ xuống trước với Tiêu Chính Văn mà còn quỳ với cả Hoa Quốc, quỳ với thiên tử cũng như với giới chính trị. Lúc này hầu hết các nhân viên cả nước đều đang ngồi trước TV, nóng lòng mong chờ bước tiếp theo của Triệu Kế Hồng. Mọi người dân đều muốn xem cường giả cảnh giới nhân hoàng quỳ xuống có khác gì với người bình thường không. Nếu đổi lại là tôi e rằng vào Tung Sơn sẽ thập tử nhất sinh, không ngờ anh Tiêu không những ra vào tự nhiên mà còn có thể ép trưởng giáo quỳ xuống đón, xem ra mình đúng là không bằng anh Tiêu thật. Trương Lăng Phong cũng cảm thấy bùi ngùi nói. Mặt mày kẻ khởi xướng Bạch Chiến Sinh cũng trắng bệch, nếu Triệu Kế Hồng quỳ thật thì ông ta cũng đừng nghĩ mình sẽ tốt hơn, dù sao kế hoạch này cũng cho ông ta lên nghĩ ra. Ngoài mặt Triệu Kế Hồng không nói cũng chắc chắn sẽ căm hận Bạch Chiến Sinh, chỉ cần có một cơ hội chắc chắn sẽ giết ông ta. Cậu Tiêu, tôi xin mời cậu Tiêu mời khỏi bí cảnh. Bộp, Triệu Kế Hồng quỳ xuống trước mặt rất nhiều người Hoa Quốc, vô số ống kính máy quay. Lúc này xung quanh đều trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Ngay cả Xe G cũng sửng sốt, lần đầu tiên ông ta thấy cao thủ cảnh giới nhân hoàng quỳ xuống với người vai dưới chỉ mới ở cảnh giới nhân vương. Đó là nhân hoàng đấy, phải trải qua biết bao khó khăn mới có thể đứng ở vị trí tối thượng như thế. Nhưng Triệu Kế Hồng cam lòng quỳ xuống trước mặt một người vai dưới, điều này đã phá vỡ nhận biết của đám người Xe G. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu lên nhìn Triệu Kế Hồng đã quỳ xuống, người thẳng tắp, khẽ gật đầu nói, ừ, cảm ơn trưởng giáo Triệu đã kéo dài thời gian cho tôi, không biết cái đỉnh chỗ Hằng Sơn đã sửa xong chưa nhỉ? Nói rồi Tiêu Chính Văn bỗng quay đầu lại nhìn Đỗ Ách Chân Quân. Cái đỉnh gì chứ? Ngay khi Đỗ Ách Chân Quân còn đang ngơ ngác, Tiêu Chính Văn bỗng tiến đến một bước đi đến trước mặt Đỗ Ách Chân Quân nhanh như chớp, lạnh nhạt cười nói, đi thôi, xem thử. Nói rồi không để Đỗ Ách Chân Quân hoàn hồn, không trung dậy lên một gợn sóng, cả người Tiêu Chính Văn đã biến mất không còn tung tích. Thôi xong, Đỗ Ách Chân Quân lo lắng thấp thỏm, thầm nhủ không ổn rồi. Lúc này, Đỗ Ách Chân Quân không có thời gian để suy nghĩ nhiều, phóng nhanh về phía Hằng Sơn như một làn khói. Mau, tuyệt đối không thể để Tiêu Chính Văn vào Hằng Sơn. Đỗ Ách Chân Quân có ngốc thế nào cũng hiểu rằng Tiêu Chính Văn đang cố mang lại tai họa. Mới gài bẫy Tung Sơn, giờ lại gài Hằng Sơn. Năm đại danh Sơn gần như phải gánh tai họa bởi Tiêu Chính Văn. Sau khi đám đệ tử của Hằng Sơn nhận được lời nhắn của Đỗ Ách Chân Quân, họ lập tức mở đại trận bảo vệ núi, nhằm chặn Tiêu Chính Văn ở ngoài cửa. Nhưng trận pháp bảo vệ núi đã bị Tiêu Chính Văn phá hủy từ lâu, làm sao có thể ngăn được Tiêu Chính Văn chứ? Chỉ thấy một cảnh tượng sáng đột nhiên ngăn chặn trước mặt Tiêu Chính Văn, nhưng Tiêu Chính Văn chỉ ung dung bước qua. Một giây sau, anh đã xuất hiện trước cổng lớn của Hằng Sơn. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn thoải mái ra vào, suýt nữa khiến Đỗ Ách Chân Quân phun ra máu. Tiêu Chính Văn, cậu thật sự nghĩ Hằng Sơn tôi dễ bị ăn hiếp sao? Hôm nay tôi nhất định khiến cậu đến được, ông ta vừa nói được một nửa, chợt ngừng lại. Bởi vì Long Nguyệt và Long Hình, Long Ngao, ba người họ xuất hiện trên đỉnh Hằng Sơn như cùng một lúc, hơn nữa đi vào thẳng đại sảnh Hằng Sơn mà không gặp trở ngại gì. Trận pháp bảo vệ núi lại hoàn toàn không có tác dụng với họ ư. Đỗ Ách Chân Quân đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, suýt nữa đạp hụt mà rơi từ trên hư không xuống. Đỗ Ách Chân Quân, Hằng Sơn không nên đãi khách như thế này chứ, mau dâng trà lên. Tiêu Chính Văn vừa nói, bước lên chính điện của Hằng Sơn. Dâng trà, Đỗ Ách Chân Quân cũng sắp chửi thề rồi. Tiêu Chính Văn làm vậy chẳng khác nào ôm lấy thuốc nổ sau lưng chạy khắp nơi, sơ ý một chút. Đều chết cả đoàn người. Mà Hằng Sơn khác với Tung Sơn, Tiêu Chính Văn có thể sẽ bị biến thành một vũng máu bất cứ lúc nào ở trong bí trận, nhưng Hằng Sơn lại không có bí trận như vậy. Tiêu Chính Văn lại ra vào tự nhiên ở Hằng Sơn. Nhưng câu nói của Tiêu Chính Văn trước khi rời đi, lại chẳng khác nào đào một cái hố sâu cho Đỗ Ách Chân Quân. Cho dù Xe G có ngốc thế nào đi nữa cũng nghe hiểu được Hằng Sơn đang tạo ra nơi ở cho Tiêu Chính Văn. Nơi ở là gì? Đó không phải là cung điện cấp 1 của Hoàng tước Hoa Quốc. Nói cách khác, Hằng Sơn và Tiêu Chính Văn đã chung một ruột, mặc chung một chiếc quần rồi từ lâu rồi. Đỗ Ách Chân Quân cố nén cơn giận trong lòng, sải một bước lớn đi vào trong đại sảnh, cho dù thế nào cũng không thể để tên sao chổi Tiêu Chính Văn ở lại Hằng Sơn. Đây là suy nghĩ duy nhất của Đỗ Ách Chân Quân. Nhưng đối diện với đám người Long Nguyệt, Đỗ Ách Chân Quân sao có thể để lộ ra một chút tức giận nào chứ? Đỗ Ách Chân Quân bực bội gần như muốn nổ tung ngay tại chỗ. Cậu Tiêu nói gì vậy chứ?
Hằng Sơn nhỏ bé của tôi nào chứa chấp được đại Phật tôn quý như cậu Tiêu. Độ Ách Chân Quân nhăn mặt, cố nặn ra một nụ cười kèm tiếng nức nở nói. Bây giờ ông ta chỉ muốn đuổi Tiêu Chính Văn càng nhanh càng tốt, cho dù phải trả giá cao hơn đi nữa, ông ta cũng không tiếc. Suy cho cùng chuyến đi Hoa Quốc lần này của Seger, chủ yếu là muốn giết Tiêu Chính Văn, sao có thể dễ dàng bỏ qua tung tích của Tiêu Chính Văn. Nếu sự việc không ổn, một giây sau có thể Seger sẽ dẫn người đuổi giết tới Hằng Sơn, ông ta không muốn lại bị đè bẹp như Triệu Kế Hồng lần nữa. Đòn chí mạng nhất chính là tình huống giữa Hằng Sơn và Tung Sơn khác hẳn nhau. Vào trăm năm trước, Hằng Sơn đã từng giao chiến với Mỹ Lục vì để tranh đoạt một cuốn trận pháp. Hơn nữa đã tàn sát hơn trăm cao thủ của Mỹ Lục, mà trong khi đó thế lực của Mỹ Lục chính là đoàn đại tộc, nơi Seger đang ở. Nói cách khác, đôi bên đã có ân oán sâu sắc, thậm chí còn có mối thù biển máu. Ở Tung Sơn, Seger sẽ nể mặt đôi chút, không dồn Triệu Kế Hồng vào đường cùng, nhưng Hằng Sơn thì hoàn toàn khác. Muốn thế nào thì thế nấy, tốt hay xấu. Chỉ cần lời nói của Độ Ách Chân Quân vừa dứt, sẽ có một trận dung chuyển xung quanh Hằng Sơn. Một tia chớp màu tím đánh thẳng vào trận pháp bảo vệ núi của Hằng Sơn, vô số đệ tử canh gác cổng của Hằng Sơn, lập tức phun máu, chết ngay tại chỗ. Thế lực của Hằng Sơn và nơi Seger đang ở vốn có sự mâu thuẫn sâu sắc, lúc này sao Seger lại có thể nương nay với Hằng Sơn chứ? Đòn này vô cùng mạnh, thậm chí ngay cả đỉnh núi của Hằng Sơn cũng xuất hiện một vết nứt. Thật sự đã núi lở đất mòn, chỉ thấy ánh mắt Seger phóng ra tia sáng sắc lạnh, cây gậy trong tay toát ra ánh sáng tím nhàn nhạt, mây mù trong bán kính trăm dặm tạo thành một vòng xoáy cực lớn, cứ như đang chuẩn bị cho ông ta tuôn ra sát khí. Ngay cả Độ Ách Chân Quân trong đại sảnh cũng cảm nhận được nguy hiểm, có vẻ như Seger muốn nhổ tận gốc toàn bộ Hằng Sơn, ngay cả mặt đất dưới chân ông ta cũng phát ra những tiếng ầm ầm. Huyền Thiên Hữu Đạo, bảo hộ nhân dân. Độ Ách Chân Quân chỉ tay lên trời, khẽ quát lên một câu. Lúc này, trận pháp bảo vệ núi lại lần nữa tỏa ra một luồng sáng chói mắt, mới miễn cưỡng ổn định lại tình thế. Cậu Tiêu, Hằng Sơn tôi chưa từng tính toán với cậu, tôi xin cậu đấy, nền tảng của Hằng Sơn tôi yếu ớt, không sánh được với Tung Sơn đâu. Độ Ách Chân Quân khóc lên, ông ta bực bội khóc lên thành tiếng, lúc này, đã không có từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng bực bội của ông ta nữa. Hằng Sơn thật sự không thể sánh ngang bằng với Tung Sơn, dẫu sao trận pháp bảo vệ núi của Tung Sơn vẫn còn nguyên vẹn, mà truyền thừa của Hằng Sơn và Hoa Sơn đều bị Tiêu Chính Văn chặt đứt. Trận pháp bảo vệ núi cũng bị phá hủy theo, đã bị hủy hoại rất nhiều rồi, nếu không, đám người Tiêu Chính Văn cũng không thể tự do ra vào. Thật ra trận pháp bảo vệ núi cũng có ý thức rất mơ hồ, cảm nhận được khí tức của Tiêu Chính Văn, ngay cả trận pháp bảo vệ núi cũng không dám cố ngăn cản. Nhưng theo cách tương tự, làm sao trận pháp bảo vệ núi ngăn cản được Seger? Độ Ách Chân Quân, ông quá khiêm tốn rồi, Hằng Sơn được truyền qua nhiều đời, có lịch sử lâu đời hơn nhiều so với Tung Sơn, hơn nữa, Hằng Sơn có đầy đủ nhân tài, làm sao Tung Sơn có thể so sánh được? Tiêu Chính Văn thản nhiên nhẹ nhàng nói. Nếu không biết sự tình, sẽ nghĩ rằng Tiêu Chính Văn rất ngưỡng mộ Hằng Sơn. Cậu Tiêu, tôi, Hằng Sơn tôi thật sự không thể đỡ được Seger đâu. Nếu trước đây có gì đắc tội, mong cậu Tiêu nương tay cho. Độ Ách Chân Quân lúc này khóc rất thê thảm, nhưng Tiêu Chính Văn lại không vì thế mà lay động. Nhìn thấy trận pháp bảo vệ núi lại lần nữa hiện lên những vết nứt, Độ Ách Chân Quân càng thêm lo lắng, chỉ cần trận pháp bảo vệ núi bị phá vỡ, Hằng Sơn nhất định sẽ máu chảy thành sông. Người đâu, bày trận, nhìn thấy không thuyết phục được Tiêu Chính Văn, Độ Ách Chân Quân chỉ có thể liều mạng. Tập hợp tất cả đệ tử con cháu của toàn bộ Hằng Sơn lại với nhau, lợi dụng nhân lực cùng trận pháp bảo vệ núi, không bị Seger tấn công vào. Khi Seger không ngừng bắn phá trận pháp bảo vệ núi, thỉnh thoảng có một số đệ tử của Hằng Sơn hơi kém trong tu luyện đã nôn máu ngã gục xuống đất, Độ Ách Chân Quân nhìn thấy mà đau lòng. Những người này đều là tinh nhuệ mà ông ta dẫn về từ ngoài lãnh thổ đấy. Trong vòng chưa đầy 10 phút, đã có hơn trăm đệ tử mất mạng tại chỗ. Độ Ách Chân Quân lúc này không thể ngồi yên được nữa, ông ta trừng mắt lên, quay đầu hỏi một tiểu đạo sĩ bên cạnh Tiêu Chính Văn đâu. Thưa trưởng giáo, Tiêu Chính Văn đang ở đại sảnh uống trà đọc báo ạ, tiểu đạo sĩ dè dặt nói. Nghe thấy thế, Độ Ách Chân Quân điên tiết, có vẻ như muốn đuổi Tiêu Chính Văn đi đã là việc không thể nào rồi, cách duy nhất, cũng chỉ có thể nhờ sự trợ giúp của giới ngoài. Nhanh,
gọi người đi thông báo cho ông Bạch và các trưởng giáo của năm đại danh sơn, lập tức đến chi viện. Chỉ cần giữ được trận pháp bảo vệ núi, xe G không thể đánh vào sẽ tự giác rời đi. Nói đến đây, trên mặt Độ Ách Chân Quân đột nhiên lộ ra vẻ tàn nhẫn, lạnh lùng nói, đến lúc đó, cũng là ngày tính sổ giữa chúng ta và Tiêu Chính Văn. Tôi nhất định bắt cậu ta tới được mà không về được. Tiểu đạo sĩ nghe lệnh chạy nhanh như bay. Trong khi đó, Tiêu Chính Văn đang vừa thưởng thức trà thượng hạng của Hằng Sơn, vừa nói với Long Hình kế hoạch thực hiện đến đâu rồi. Thưa Long Vương, nếu không nằm ngoài dự đoán, thế ra bên Phi Lục có lẽ đã tuyệt hậu rồi. Vừa nói, Long Hình vừa nở một nụ cười xấu xa. Long Ngao hất tay một cái, cười hí hí nói, không ngoài dự đoán, chỉ cần bọn họ không để lại nòi giống ở vùng ngoài lãnh thổ, chắc chắn sẽ tuyệt hậu. Phụt, Long Nguyệt phun ra một ngụm trà lớn, nhìn về phía hai người Long Hình bằng ánh mắt khác thường. Sao nhìn chúng tôi như vậy, đây là mật lệnh của Long Vương. Long Hình hơi chột dạ giải thích. Vào giờ phút này, toàn bộ Phi Lục đều sôi trào cả lên, 18 thế gia lớn, thậm chí tính luôn con cháu của thế gia Pharaoh, dường như chỉ trong một đêm, tất cả đều là xác chết nằm rải rác khắp nơi. Kể cả người giúp việc của bọn họ, ước chừng hàng trăm người đều bị giết sạch sẽ. Vào lúc này, cường giả cảnh giới nhân vương cấp 6 của Phi Lục vô cùng phẫn nộ. Vốn dĩ, bọn họ còn cười nhạo Âu Lục và Mỹ Lục, kết quả, lại không ngờ rằng, thế tử của mình lại bị người khác tiêu diệt. Đã điều tra ra rồi, là Tiêu Chính Văn của Hoa Quốc đã âm thầm phái cao thủ của Điện Thần Long, chặn giết thế tử của chúng ta ở giữa đường. Một đàn ông trung niên bước nhanh vào cung điện Pharaoh, thở hổn hển báo cáo. Cái gì, Tiêu Chính Văn, lại là Tiêu Chính Văn, người đâu, theo tôi đuổi giết Hoa Quốc, giết sạch cả nhà Tiêu Chính Văn, người đàn ông da đen mặc áo choàng Pharaoh ngồi trên bục cao, vung cây gậy trong tay lên, gầm thét rung trời. Sau khi Pharaoh đó tức giận hét lớn, 18 cao thủ cảnh giới nhân hoàng đều đứng lên, chỉ thoáng chốc nhiệt độ trong đại điện bỗng chốc giảm xuống âm độ. Khoan đã, lúc này một ông lão vội đứng lên ngăn lại, ông Pharaoh Tyson, ông bất giận. Chúng ta tấn công vào Hoa Quốc với quy mô lớn, võ tông Hoa Quốc sẽ không ngồi yên mặc kệ. Một khi hai bên xảy ra chiến tranh, cuộc chiến lớn. Con cháu của chúng ta bị tiêu diệt, chiến tranh thì có làm sao? Tiêu Chính Văn chẳng phải đang khiêu khích chúng ta đó sao? Tyson nổi giận đùng đùng, ngắt lời ông lão đó. Pharaoh, Seger đã đánh đến Hoa Quốc, chúng ta cũng có thể hợp sức với ông ta, dù có xảy ra chiến tranh thì với sức chiến đấu của hai bên chúng ta, thế lực ngoài lãnh thổ Hoa Quốc cũng phải kiêng dè. Lúc này một cường giả nhân hoàng khác bước đến nói với Tyson. Hừ, lạnh lùng hừ một tiếng, Tyson đã mang theo uy lực có thể hủy diệt trời đất bay thẳng về hướng Hoa Quốc. Những người còn lại thấy thế cũng đều biến thành từng luồng sáng đuổi theo sau. Lúc này ngay cả người Âu Lục cũng cảm nhận được sát khí đang ẩn chứa trong không trung, mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Phi Lục. Chẳng lẽ Tiêu Chính Văn lại đắc tội với người nào rồi sao? Hai, nghe nói 18 gia tộc lớn ở Phi Lục bị ai đó giết hại, hơn 20 thế tử đều bị giết sạch trên đường, ngay cả tay sai đi theo những người đó cũng bị diệt khẩu. Cái gì, mọi người không khỏi khiếp sợ và cảm thấy rùng mình. Cũng may họ chưa từng làm gì với Tiêu Chính Văn, trước giờ họ vẫn như một con cừu nhỏ ngoan ngoãn, nếu không e là các thế tử Âu Lục cũng tự cầu phúc cho mình. Cảm nhận được mười mấy luồng khí tức đáng sợ bay thẳng về phía Hoa Quốc, ngay cả Seger cũng sửng sốt. Người bên dưới nghe đây, lập tức giao Tiêu Chính Văn ra, nếu không tôi sẽ san bằng Hằng Sơn. Tyson vẫn chưa đến nơi thì hết gào tức giận kinh thiên động địa đã vang vọng khắp bầu trời. Thoáng chốc mười mấy cao thủ cảnh giới nhân vương đã bay đến trên bầu trời Hằng Sơn, ai nấy cũng đều đằng đằng sát khí, thậm chí không nói lời nào thừa thãi đã vung vũ khí trong tay lên đánh vào trận pháp bảo vệ núi của Hằng Sơn. Ầm ầm ầm, mười mấy âm thanh cực lớn vang lên, có gần 100 đệ tử Hằng Sơn chết tại chỗ. Độ Ách Chân Quân vốn dĩ vẫn còn đang đợi viện binh đến cũng ngây người. Viện binh của ông ta vẫn chưa đến sao lại có thêm một đám địch nữa vậy? Tiêu Chính Văn, rốt cuộc cậu đã làm ra chuyện tốt gì thế? Cậu muốn lôi cả võ tông Hoa Quốc chết cùng thế sao? Độ Ách Chân Quân không ngồi yên được nữa, giờ cộng thêm đám người Phi Lục đó cũng đã có 50-60 cao thủ cảnh giới nhân hoàng, chèn ép cảnh giới.
Dù tất cả cường giả cảnh giới nhân hoàng của các gia tộc và năm đại danh sơn ở cả Hoa Quốc cộng lại cũng chưa bằng một nửa người ta. Với tình hình hiện giờ, một cuộc chiến lớn sắp xảy ra, chỉ cần Tiêu Chính Văn không lộ mặt ra ngoài, Hằng Sơn có thể sẽ thành tan nhà nát cửa bất cứ lúc nào. Trận pháp bảo vệ của Hằng Sơn cũng đã sắp đến mức sụp đổ, dù có tiếp tục chống đỡ sẽ có bao nhiêu đệ tử Hằng Sơn chết và bị thương. Nhưng đối mặt với CG kẻ địch mạnh như thế, Đỗ Ách Chân Quân nào có can đảm rời khỏi lớp bảo vệ của trận pháp để ra ngoài giải thích với đối phương. Các vị, mong mọi người bình tĩnh một chút. Nhánh chính Hằng Sơn tôi không qua lại nhiều với Tiêu Chính Văn, những gì cậu ta làm cũng không liên quan đến Hằng Sơn, mong các vị nương tay, tôi nhất định sẽ nghĩ cách để Tiêu Chính Văn mau chóng ra khỏi nơi này. Đỗ Ách Chân Nhân bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ đành cách một khoảng không nói với Seger và Tyson. Bọn tôi không có kiên nhẫn, hôm nay bọn tôi phải báo mối thâm thù này. Không đợi Seger đáp lời, Tyson đã tức giận gào lên trước. Bên phía Mỹ Lục đã chết mấy người, nhưng Phi Lục lại bị Tiêu Chính Văn giết cùng một lúc. Thế nên Tyson cực kỳ nổi giận, có khi còn hơn cả Seger, không thể chấp nhận sự biện minh của Đỗ Ách Chân Quân. Các vị nghe tôi nói, Tiêu Chính Văn cũng từng gây tội ác ở Hằng Sơn tôi, thậm chí còn một kiếm chém đứt truyền thừa của Hằng Sơn tôi cũng chỉ ước gì xé xác tên này ra giống các vị thôi. Nhưng, phá hủy trận pháp bảo vệ, bọn tôi sẽ xé xác cậu ta như ý muốn của ông, nếu không Hằng Sơn cũng sẽ bị tiêu diệt. Tyson tức đến mức sắp nổi điên, liên tục vung cây gậy trong tay đánh vào trận pháp của Hằng Sơn. Ầm ầm, âm thanh cực lớn liên tục vang lên chứng tỏ Tyson đã mất hết kiên nhẫn, kết hợp với đám người CG tấn công mạnh mẽ vào trận pháp của Hằng Sơn. Thấy trận pháp đã lung lay, trong lúc bất đắc dĩ Đỗ Ách Chân Quân chỉ đành nói với các đệ tử tiếp tục kiên trì chống đỡ giữ vững trận pháp này. Chỉ cần trận pháp bị phá vỡ, ai dám đảm bảo đám người CG sẽ không chút giận lên Hằng Sơn. Huống gì Tyson hiện giờ đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, sát khí trong mắt ông ta quả thật như có thực thể, đôi mắt đó hiện lên ánh sáng màu máu, Đỗ Ách Chân Quân càng không dám phá hủy trận pháp bừa bãi trong tình huống này. Chỉ thấy Tyson lấy quyền trượng Pharaoh chỉ trên trời, lập tức biến thành một luồng sấm sét đánh thẳng xuống trận pháp của Hằng Sơn. Giác, chỉ sóng lực còn sót lại cũng khiến một ngọn núi nhỏ bên cạnh đỉnh núi chính Hằng Sơn nổ tung. Một cường giả cảnh giới nhân hoàng khác cứ lẩm bẩm trong miệng, sau đó một tượng mặt người thân sư tử khổng lồ xuất hiện, bức tượng cao chót vót đó giơ móng vuốt lên đập vào đỉnh núi chính của Hằng Sơn. Ông Bạch, anh Triệu, cứu tôi. Lúc này Đỗ Ách Chân Quân cũng không quan tâm mặt mũi thể diện gì nữa lớn giọng hét lên về hướng Hoa Sơn. Một đòn của tượng mặt người thân sư tử đó khiến Đỗ Ách Chân Quân hoa mắt, suýt nữa nôn ra máu tại chỗ. Mấy người cao thủ cảnh giới nhân hoàng cùng hợp sức bao vây tấn công, ông ta có thể chống đỡ đến lúc này đã là kỳ tích rồi, nếu không phải nhờ các đệ tử Hằng Sơn này đều là các cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương ông ta dẫn về từ ngoài lãnh thổ thì chắc Hằng Sơn đã không còn nữa. Lúc này Đỗ Ách Chân Quân sợ thật rồi, nếu tượng mặt người thân sư tử đó lại đánh thêm một đòn nữa chắc ông ta không chết cũng sẽ bị lột một lớp da. Cậu Tiêu, Hằng Sơn tôi không thù không oán với cậu, rốt cuộc cậu muốn thế nào mới chịu buông tha cho Hằng Sơn? Mặt mày Đỗ Ách Chân Quân trắng bệch khóc lóc cầu xin. Trưởng giáo Đỗ Ách nặng lời rồi, tôi nhớ chẳng phải ông Bạch từng nói mấy người các ông không muốn nhìn thấy Hoa Quốc bị các cao thủ ngoài lãnh thổ của các nước ức hiếp, thế nên mới cố ý đến bảo vệ Hoa Quốc sao? Hơn nữa Hằng Sơn thời xưa khí phách thế nào cơ chứ? Hiện giờ kẻ địch bên ngoài tấn công chính là thời cơ tốt nhất để Hằng Sơn bộc bạch cõi lòng với người dân Hoa Quốc đấy. Tiêu Chính Văn vừa thưởng thức trà vừa từ tốn nói. Tôi, mẹ kiếp, một người giữ thể diện như Đỗ Ách Chân Quân suýt nữa chửi thề ở nơi công cộng. Bây giờ ông ta bị mấy chục cường giả cảnh giới nhân hoàng chặn ở trước cửa Hằng Sơn, bất cứ lúc nào cũng lo lắng cho tính mạng của mình, Tiêu Chính Văn còn ở đó nói bóng gió. Cậu Tiêu, tôi cầu xin cậu Tiêu rộng lượng, Hằng Sơn tôi chắc chắn sẽ ghi tạc công ơn của cậu Tiêu, không bao giờ quên. Hiện giờ Đỗ Ách Chân Quân nào còn suy nghĩ khác nữa. Chỉ muốn lập tức tiễn tên ôn thần này đi, cho dù phải trả cái giá thế nào ông ta cũng không tiếc. Ông ta biết rõ hơn ai hết, một khi trận pháp bảo vệ của Hằng Sơn bị phá, mấy người Tiêu Chính Văn sẽ xoay người rời đi, ai có thể cản được. Đến lúc đó, đám người Tyson cũng sẽ tàn sát mấy ngàn đệ tử Hằng Sơn để chút giận,
Mấy ngàn đệ tử này đều là những nhân tài xuất sắc của Hằng Sơn, nếu bị giết sạch thì truyền thừa của Hằng Sơn sẽ bị đứt đoạn thật sự. Một trưởng giáo đại diện nhỏ bé là ông ta làm sao có thể gánh nổi trách nhiệm lịch sử này. Đến lúc đó thậm chí có chết mấy ngàn lần cũng không đủ để rửa sạch tội đồ của ông ta. Lúc này Triệu Kế Hồng ở Tung Sơn xa xôi cũng cảm nhận được khí tức mạnh mẽ gần Hằng Sơn, ngơ ngác nhìn đứa nhỏ đến cầu cứu thì chỉ cười khổ. Cũng may lúc nãy mình kịp thời chịu thua, dùng hai đầu gối để đổi lại yên bình cho Tung Sơn, nếu không với sự tấn công của hai thế lực này chắc chắn Tung Sơn sẽ gặp đại nạn. Đây là tai họa hoàn toàn do người tự gây ra. Cậu Tiêu, cho dù là điều kiện gì, chỉ cần Hằng Sơn tôi có thể làm được thì cậu Tiêu cứ nói, tôi tuyệt đối không nói nửa chữ không. Độ Ách Chân Quân quỳ xuống đất với Tiêu Chính Văn, dập đầu ba cái khóc lóc cầu xin. Tôi nghe nói dòng chính Hằng Sơn có liên quan đến nhà họ Tư Mã ở ngoài lãnh thổ, năm đó lúc Tư Mã Chiêu Lâm Trung từng để lại một bộ trận pháp thời Tần, tên là Phá Quân. Cả đời tôi hiếu học, nếu trưởng giáo Độ Ách có thể từ bỏ những thứ đó của mình, tôi sẽ đi ngay. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, Độ Ách Chân Quân suýt nữa tức đến ngất. Phá Quân, đó là trận pháp tấn công thời xưa để lại, có thể một mình địch lại đội quân hàng ngàn người. Đó là trận pháp bí mật thời Vương Tiễn Diệt Sở sử dụng, sau này nhà họ Tư Mã tiếp quản nhà họ Tào rồi lấy hết Phá Quân cho là của mình, hơn nữa lấy đó mà thống nhất thiên hạ. Cụ tổ đời thứ 6 của Hằng Sơn chính là hoàng tộc của nhà họ Tư Mã, thế nên trong lầu tàng kinh của Hằng Sơn cũng cất giấu bộ trận pháp bí mật này, chẳng qua đây là bí mật của Hằng Sơn, chỉ có những quản lý cấp cao như trưởng giáo và môn chủ mới biết. Đến bây giờ Độ Ách Chân Quân cũng chưa dám lật ra đọc một trang. Thế mà Tiêu Chính Văn vừa mở miệng đã ra cái giá này, đây chẳng phải là muốn mạng của Độ Ách Chân Quân sao? Cậu Tiêu, đây là bí mật bất truyền của Hằng Sơn, nếu tôi đưa trận đồ này cho cậu, tôi phải giải thích thế nào với cụ tổ của Hằng Sơn đây, đó là việc của ông, tôi chỉ nói điều kiện của tôi thôi. Nói rồi Tiêu Chính Văn chuyển chủ đề cười nói, theo ý kiến có vẻ khiêm tốn của tôi, Hằng Sơn còn có thể chống đỡ được, theo tính toán của tôi. Chống đỡ thêm 5 phút nữa chắc không có vấn đề gì, tôi tin chắc đến lúc đó trưởng giáo Triệu cũng đã đến cứu viện rồi. Tuy nhiên ít đánh nhiều cũng không biết mấy người này có đáng tin không nữa, ngộ nhỡ họ không dám đến thì cực khổ cho trưởng giáo Độ Ách phải đánh một trận rồi. Nhưng trưởng giáo Độ Ách yên tâm, Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ít nhất sẽ hết sức hỗ trợ ông về mặt tinh thần. Tiêu Chính Văn nói thế, Độ Ách Chân Quân tức đến mức hộc máu. Lần này ông ta nôn ra máu thật, Tiêu Chính Văn chính là kẻ đầu sỏ của mọi chuyện, chuyện đã phát triển đến nước này cậu ta còn nhàn nhã ở đó nói mấy lời không có trách nhiệm này. Cái gì mà ủng hộ về mặt tinh thần chứ? Nói thẳng ra thì là khoanh tay đứng nhìn Hằng Sơn liều mạng đến giọt máu cuối cùng. Độ Ách Chân Quân nghiến răng nghiến lợi, liếc nhìn đồng hồ, nếu Triệu Kế Hồng đến chi viện cho ông ta thật thì đã đến nãy giờ rồi. Nhưng bây giờ lại chẳng thấy bóng dáng của mấy người kia. Ngay cả Bạch Chiến Sinh cũng mất tích không thấy đâu chứ đừng nói là Triệu Kế Hồng. Giữa các đại danh Sơn vốn dĩ chỉ là mối quan hệ ngầm tranh đấu với nhau, vì Tiêu Chính Văn quá mạnh mới tạm thời đứng cùng thuyền. Nếu chỉ có một mình CG hoặc một mình Thyssen, có lẽ năm đại danh Sơn sẽ giơ tay ra giúp đỡ, nhưng hai người họ đã tự mình dẫn theo hai thế lực, mấy mươi cao thủ cảnh giới nhân hoàng đánh đến tận cửa, các đại danh Sơn khác nào dám liều chết như thế. Hai, Độ Ách Chân Quân thầm thở dài, nhắm chặt hai mắt nói, được rồi, tôi sẽ đưa cho cậu. Nói rồi Độ Ách Chân Quân vẫy tay với một đệ tử bên cạnh nói, đến lầu tàng kinh đem món đồ cậu ta muốn đến đây. Trưởng giáo Độ Ách, nếu quả thật làm khó ông thì thôi vậy, tôi trước giờ không thích ép buộc người khác, Tiêu Chính Văn đặt tách trà xuống thờ ơ nói. Nghe anh nói thế, Độ Ách Chân Quân siết chặt nắm đấm, rõ ràng Tiêu Chính Văn đang dọa nạt ông ta. Hơn nữa còn để phải làm cho ông ta mỉm cười hai tay dâng bảo vật của Hằng Sơn cho cậu ta, đúng là bắt nạt người khác quá đáng. Không, không hề miễn cưỡng, với năng lực lĩnh hội của chúng tôi, dù có giữ lại cũng không có tác dụng, chỉ bằng đưa cho cậu Tiêu, xem như quà gặp mặt của Hằng Sơn với giới chính trị và cậu Tiêu. Độ Ách Chân Quân cả người run rẩy, hai hàng nước mắt chảy dài xuống dọc theo đôi gò má ông ta. Ông ta sống mấy trăm năm nhưng lại bị một tên nhóc miệng còn hơi sữa bày trò như thế. Không lâu sau, đệ tử đó đưa bộ trận pháo Phá Quân cho Độ Ách Chân Quân. Trưởng giáo, đây, cút.
không để tên đó nói hết câu, Đỗ Ách Chân Quân tức giận quát khiến tên đệ tử đó chấn động lùi ra xa mấy chục mét, máu me be bét. Có thể thấy cơn giận của Đỗ Ách Chân Quân đã lên đến đỉnh điểm, nỗi thống hận với Tiêu Chính Văn như khắc sâu vào cốt tủy. Miễn cưỡng đè nén cơn giận, Đỗ Ách Chân Quân lảo đảo đi vào đại điện. Lúc này cả người ông ta run lẩy bẩy, thậm chí đi đường cũng không vững. Dĩ nhiên không phải Đỗ Ách Chân Quân đang sợ mà là đang tức đến mức suýt nữa phát điên. Mời, mời cậu Tiêu nhận lấy. Thấy hai tay Đỗ Ách Chân Quân đưa bộ trận pháp phá quân cho mình, vẻ mặt cực kỳ cung kính, Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu rồi tiện tay nhận lấy bộ trận pháp rồi chuyển qua cho Long Ngao. Nếu trưởng giáo Đỗ Ách đã có ý cần giao phá quân cho tôi giữ thì tôi cũng chỉ đành cung kính không bằng nghe theo, nếu không chẳng phải làm trưởng giáo chạnh lòng sao. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, từng đám mây trên bầu trời đột nhiên thay đổi, chỉ thấy một thanh kiếm dài hàng ngàn mét từ trên trời chém xuống. Một kiếm này sát khí cuồn cuộn, khí tức vô song, đừng nói là Tyson toát cả mồ hôi lạnh, ngay cả Seger cũng sợ hãi đến mức đổi sắc. Thanh kiếm dài như kiếm trời đó xoẹt qua trước mặt tượng đầu người thân sư tử đó, tượng đầu người thân sư tử cao lớn đó lập tức vỡ thành từng mảnh. Cường giả cảnh giới nhân hoàng đó thậm chí không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết đã bị chém thành hai nửa. Nhà họ Tư Mã Lôi. Seger vừa liếc mắt đã nhận ra chủ nhân của thanh kiếm đó chính là đại tài của nhà họ Tư Mã ngoài lãnh thổ. Sau khi chém trúng một cường giả cảnh giới nhân hoàng, thanh kiếm dài đó quét qua cả hiện trường. Rất nhiều đầu người của cường giả cảnh giới nhân hoàng rơi xuống, từng thi thể rơi từ trên cao xuống. Keng, Tyson vừa định giơ cây gậy trong tay lên đỡ nhưng vẫn chưa chạm đến thanh kiếm dài đó thì cây gậy Pharaoh trong tay ông ta đã nứt gãy biến thành vô số ánh sáng lấp lánh. Ngay sau đó cơ thể Tyson bỗng tan rã vỡ tan thành vô số mảnh tinh thạch, biến thành trận mưa máu từ trên trời rơi xuống. Một kiếm phá quân. Seger hoảng sợ lông tóc dựng thẳng, xoay người muốn chạy trốn nhưng thiên kiếm đó đuổi theo. Phụt, một tiếng trầm đục vang lên, đầu Seger bay trong không trung, dòng máu ấm nóng lập tức bắn ra. Là đại tài nhà họ Tư Mã ra tay sao? Triệu Kế Hồng cũng cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ này, mặc dù ông ta không biết sốt cuộc cảnh giới của đối phương mạnh thế nào, nhưng với thực lực của ông ta thì cũng chỉ như hạt cát nhỏ bé ở trước mặt đối phương thôi. Chỉ trong tích tắc, các cao thủ của Phi Lục và Mỹ Lục đánh vào Hoa Quốc đều thiệt mạng. Càng đáng sợ hơn là đối phương chỉ dùng một kiếm đã có thể giết 4-50 cao thủ cảnh giới nhân hoàng. Thực lực cực kỳ đáng sợ. Mấy chục thi thể lần lượt rơi xuống, thanh kiếm dài đó cũng lập tức biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đỗ Ách Chân Quân hít sâu một hơi, mặc dù ông ta biết rõ đòn tấn công này là Tư Mã Lôi cứu Hằng Sơn nhưng vẫn chậm một bước. Hơn nữa Tư Mã Lôi chỉ thực hiện một chiêu thức trận pháp đã vượt qua con đường thông giữa thế tục và ngoài lãnh thổ để chém chết đám người Tyson. Uy lực này không hổ là sức chiến đấu đỉnh cấp của hoàng tộc. Chỉ tiếc là vì thi triển sức mạnh để vượt qua con đường giữa thế tục và ngoài lãnh thổ nên sức mạnh của đòn tấn công đó cũng không nhiều, nếu không ngay cả mấy người Tiêu Chính Văn cũng sẽ chết dưới kiếm này. Lúc này uy danh của nhà họ Tư Mã mới được các thế lực ngoài lãnh thổ ghi nhớ một lần nữa. Năm đó thống nhất ba nước loạn lạc, nhà họ Tư Mã cũng từng rất có tiếng. Chỉ là thời kỳ lịch sử này đã qua quá lâu rồi, người đời đã phần nào quên đi vương triều đoản mệnh này, càng quên đi uy danh trước kia của nhà họ Tư Mã. Thế tử, đây là, Chu Trấn Long cũng khá ngạc nhiên, có thể nhìn ra đối phương chắc chắn là một đại tài ở ngoài lãnh thổ từ uy thế của đòn tấn công này. Nhưng trong trí nhớ của ông ta, chưa có ai có thể vượt qua chướng ngại vung một kiếm ở ngoài lãnh thổ mà có thể chém chết cường giả cảnh giới nhân hoàng ở thế tục cả. Lý Chính Đạo lộ ra vẻ nghiêm túc, thở dài, đây là một trong các cao thủ đỉnh cấp của nhà họ Tư Mã, nếu tôi đoán không nhầm thì chắc là Tư Mã Lôi. Nếu là Tư Mã Viêm ra tay e là ngay cả Tiêu Chính Văn cũng đầu thân một nơi rồi. Với sự hiểu biết của Lý Chính Đạo về nhà họ Tư Mã, chút chuyện nhỏ xảy ra ở Hằng Sơn không đáng để Tư Mã Viêm ra tay, hơn nữa ra tay với một tiểu bối cảnh giới nhân hoàng cấp 1, dù bị đòn tất chết cũng sẽ tổn hại đến thanh danh của Tư Mã Viêm. Tư Mã Lôi, người này quả thật là một thiên tài ngàn năm có một, nhưng không biết ông ta và Tiêu Chính Văn ai mạnh hơn. Chu Trấn Long vẫn còn đang trong trạng thái ngạc nhiên, cũng không khỏi so sánh hai người với nhau. Không so bì được, cảnh giới của Tư Mã Lôi cao, thực lực lại mạnh.
chẳng qua Tiêu Chính Văn có thể so bì được, dù là cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 9 cũng chỉ rất bé nhỏ khi ở trước mặt ông ta thôi. Lý Chính Đạo lắc đầu thở dài nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 104.